Để cho ngắn. Đúng nắng luôn á trời. Cái bữa đây là còn đã những bữa nữa, né lần nữa. Hả? Là cái 40 41 độ bữa đi làm máy rồi. Mà tốn độ mà còn ra lò. Đầm sơ mi còn mẫu nào không chị? Đầm sơ mi nào em ạ? Đợi chị xíu thì chị vô đọc tin nhắn nghe. Đầm sơ mi hãy còn mấy mẫu á, đợi hãy chút em. Đầm sơ mi nào tối lên màu nâu, màu đen, màu xanh, ba màu. Ba màu, mấy chị còn caro thì caro chỉ còn caro xanh và à còn đủ ba màu nhưng mà còn ít ít. Rồi chị nào vô rồi chấm mài dùng cho em với. Chấm mài tương tác nha mấy chị nha. Dùng hàng đi nhá. Cái đi nha. Ngay chỗ ai nha nha. Ngay chỗ dọn cái này chỗ đi, chỗ đó đi xem đó, ngay chỗ có quần rinh rồi kìa. Cho chị váy xé lên. Rồi tương tác lên nha mấy chịu nha, chia sẻ like dùm cho Hải với nha. Hôm nay sẽ xả mẫu lẻ nha mấy chịu nha, tại vì like hàng nhiều nhiều quá xong rồi mẫu lẻ còn quá mấy chịu. Mấy cái hàng mới nó rụt ra em lấy rút cái hàng dưới đó, mấy hàng dưới thì nó ôi. Rồi hello mấy chị nha, chị nào vô rồi cho em xin nút chấm bài tương tác đi cả nhà ơi, lên hàng nha. Dục mấy cái ở ngoài đó là cái gì đó, mấy cái chữ đó, mấy cái quần. Đơn đi hết rồi như ý lên nha. Dục lại đây. À, hôm thứ tư thứ năm em có chốt vài đơn, không biết đã được đi ship chưa. À, đơn đi rồi nhưng mấy chị nha, còn mấy chị ơi chấm bài tương tác dùm cho Hải đi cả nhà ơi. Xả nha mấy chị nha. Dựng cái này chỗ đó là để quà cho mình luôn đó. Rồi bơm chút mới vừa xả nên mà quên cái này. Má chờ người cố không. Chứ mình lấy một con. Rồi chị nào vô rồi cho em xin nút chấm bài tương tác đi cả nhà ơi. Cho em semi xanh. Semi xanh chị hết rồi. Xanh chị hết rồi cả nhà ơi. Rồi tương tác lên đi cả nhà ơi. Chia sẻ like dùng cho em với. Đây để em tắt app mấy chị hiền. Thì luôn nói là em không có quen dùng app. Thôi nha. Rồi. Rồi, chấm bài lên đi cả nhà ơi, lên quần ống le trước nha, có 4 cái này, 3 cái này. Xả nên là lên luôn nha mấy chị nha. Chia sẻ like cho Hải đi cả nhà ơi. Chấm bài tương tái đi nha. Chấm bài tương tái dùng cho Hải với. Hôm nay có nhiều hàng đẹp lắm luôn á. Cho nổi chốt nha. Mẫu lẻ có những mẫu hay chưa bao giờ like luôn. Rồi tương tái lên đi cả nhà ơi. Chấm bài đi cả nhà nha. Lên quần ống len này chút nha. Rồi lên liềm cho em mã A1 đi. Hải tặng luôn cho mấy chị 90 ngàn luôn. 90 ngàn nha. Size của Hải đang cầm là size S. Hải để là một con mang ấy. Em chốt em chốt 3 con thôi, 3 con nha. Tại vì xả rẻ quá, chốt 3 con thôi. Còn để lại mang mấy chị. Nhiều lúc rồi vào rồi, chia sẻ like lên giúp em lệnh mãi mấy chị nha. Rồi lên liền cho em mà A1, chia sẻ like lên nha. Không, đừng dụng hàng đó nha, dụng cái hàng hàng dưới thôi. A1 sẽ 90 ngàn lên giúp em nha. Rồi lên liền cho em mà A1 đi cả nhà. A1 hồi miễn nhi 90 ngàn. Lên liền cho em mà A1 90 chút lại đi cả nhà ơi, không có số lượng nha. Em sale 90 ngàn em tiếc, em để lại mang rồi mấy chị biết rồi đó. A1 Quỳnh Thị Thu Huyền 90 ngàn. Lấy liền cho em mã A1. Quần lên xe mã A1 90 ngàn là giúp em còn một con cuối cùng thôi. Ôi. Rồi lấy liền giúp em mã A1 90 ngàn là giúp em mấy chị ạ. Ôi mấy bà ơi. Nha. Nhiều nào đi. Bây giờ xả nhiêu?
Rồi tặng với chị 89 ngàn luôn, lên liền cho em mà A2 lên size SML dùng cho em. Ôi, nếu mà tối em lên là em like hàng 109 nha, chứ không treo 89 ngàn nha. Em có đủ size không? Rồi, đủ size SML. Lên liền cho em mà A2 lên size SML 89 ngàn. Ôi, không dám mặc luôn á bà ơi, mặc sao mà lại hỏi mà không có hàng nè. Bây giờ lên nè nha, tối em lên là em lên 109 ngàn nha. Bây giờ em tặng với chị 89 ngàn nè. Lên size SML dùm cho em. Lên liền cho em mà A2 lên size SML chút lẹ đi mấy chị ơi. Ôi, giá siêu rẻ luôn á. A2 89 ngàn kèm size. À, kèm size SML 89 ngàn thôi giúp em chưa. Cái gì quên rồi. À, kèm size lấy giúp em SML cho Lại Lan Hương. Lại Lan Hương lấy không nè, em xài size L không nè. Chị xả luôn 89 ngàn luôn, quần chân váy nè. Quần đây lấy thì báo nha, size M, size L không á. Đây, le nữa nè, xả luôn 89 ngàn, bài nào ôm ôm thì ghi chữ ôm nha. Cái chân váy này là hãy nhập vô 139 ngàn rồi. Chân váy hốt cho mấy triệu nha, có 5 con thôi. Bài nào ôm ôm thì ghi ôm, còn không thì em lên size nha. Chân váy này em có ML cho ôm 89 ngàn luôn, có mấy con thôi, có 5 con thôi. Rồi. Ai sẽ mời Huyền? Tới công chuyện luôn nha. Em nói khi nào mình xả mình mới có nhiều quần hết bé Hiền. Ai sẽ mời cho em đi thảo? Bình thường em không có lên hàng quần này kia đâu cả nhà, tại vì hàng to bao á. Lúc em vô một lần luôn là em xả cho mấy chị quần á, nên là chị nào viền to bao thì mấy chị xem mới like lại nha. Này, em bán luôn 89 ngàn xe theo nè. Quần nha, kèm đai cho mình luôn 89 ngàn. Rồi lên liền cho em là A3 89 ngàn XXL dùm cho em. Rồi lên liền cho em là A3 nè. Cái này là quần của nó là dạng như quần ngố. Ai sẽ thì giúp Nguyễn. Quần người ngố nha. Cái này mấy chị mặc với áo thun hết, đóng thùng một đóng luôn. Rồi lên liền cho em là A3 89 ngàn XXL nè. Ai sẽ là... Ai bên chỉ còn XXL mở, mấy chị ở hết L ha. Ai bên chỉ còn XXL mở thôi ạ. Ôi, cái này đẹp nè. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã A3 dùng cho em đi. Ôm thân chứ là Lan Hương. Rồi lên liền cho em mã A3 kèm đai nè. Đây này nó có cái quần này cho luôn bạn Lan Hương. Có cái quần này, quần ống len này nè. Có cái quần ống len này, chị lai like đầu A1 đầu lai like, chị cho em luôn hoa 89 ngàn. Ai sẽ dùng nguyện có rồi ạ. À. Một cái thôi. A3 thì mà liền. Đây A3 nè. Rồi lên liền cho em mã A3 dùng cho em. 89 ngàn. A3, 89 ngàn. A3 set L 89 ngàn. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. A3 set L dùng cho em 89 ngàn. A3 nha, kèm đai cho mấy chị luôn. Cái quần này đẹp lắm luôn. A3 love free. Lên liền cho em mã A3 dùng cho em 89 ngàn luôn cả nhà. Còn chụp luôn cho chị con xanh nó luôn, xanh đứa tím nó luôn cho con đằng. A3 lấy giúp em ạ. À. Đằng Lan Hương 2 con. Rồi cái này em sale tặng luôn nè mấy chị. Hàng bôn nha, A4 đi cả nhà ơi. Rồi lên liền cho em mà A4 tặng mấy chị 79 ngàn. Em có xanh và em có tím nè. Hàng bôn A3 xe leo thôi mấy chị, ở bên chỉ có xe leo thôi à. Hàng bôn. Rồi lên liền cho em mà dùng cho em A4. A3 kim trinh đen. A4 nha, 79 ngàn. Rồi cái này Đài Lan Hương phải lấy mấy con nha. Hàng 139 ngàn đó. A3 Nabi nha, 139 ngàn đó cả nhà ơi. Hàng nhà bôn nha, em tặng luôn 79 ngàn chút lẹ. Rồi lên liền cho em mà A4 dùng cho em. A3 Nguyễn Thị Thanh Trúc. Cái này cái nào đi du lịch có mã mà không lấy thì hơi bị tiếc nha. Em nói mày cung ấy 79 ngàn. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Chúc lẹ dùng cho em. Hàng nhà buôn nha. Vải nè. Thằng đầu lai cho mấy chị luôn. A3 Huỳnh Phượng. A4 lên màu dùng cho em. A4 kèm màu nha. A3 Hoa Nguyễn. Tay nữa trời ơi. A4 mới gì kèm màu lên giúp em ạ. A3 mới còn một con, sẽ đây là 89 ngàn giờ lên giúp luôn giúp em mấy chị ơi. A5 nó có cái tay nha, cái tay này hãy để vô đây nè, để cho mấy nó khỏi bị lại hết nha mấy chịu nha. Là mấy chị có thể gài lên áo nha mấy chịu nha, gài áo này, cái set này bữa trước chị nào nhắn tin hãy có. A4 xanh 79 ngàn nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Hả? 5 dùng cho em.
Rồi lên liền cho em mà ăn 5 nha, 89 nha. Lên liền cho em mà ăn 5. Bố muốn cái hai màu đỏ lan hương. Không đẹp, không lấy tiền mấy chị luôn, thật sự luôn, giúp cái con taro đó lại lên. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Con này mấy chị mặc S, mặc M, mặc L đều may ok. Đây nha mấy chị nha, xíu em bóp hình cái con này nha. Lên liền cho em mã dùng cho em. Lên liền cho em mã A5 dùng cho em 89 ngàn dùng cho em. Chút lại nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 4, 6, 7, 9, 9, 9, 9, 9, 9. Lên liền cho em mã dùng cho em đi cả nhà ơi, A5. Rồi tặng luôn cái sơ mi này luôn, tặng mấy chị con này luôn. A4 xanh cho hình trang. A4 mình chỉ còn 1 tiếng thôi. Hello chị Thùy Linh nha. Rồi lên liền cho em mã caro này nè, không lỗ đời không nẻ luôn á. Cho em cái con này đi, cho em cái con này. Rồi caro này hai màu nha, em xả luôn mấy chị luôn, 59. A4 nè, na thêm màu gì chị ơi? A5. Rồi lên liền cho em mã A589 nè. Rồi lên liền cho em mã A6. A6 nha, 59 ngàn. Em có caro đen và caro nâu, caro kem nha. Lên liền cho em 59 ngàn. Con này hiểu nhập vô là hàng 90 ngàn, 90 nha mấy chị nha. Hôm nay hãy tặng mấy chị 59 ngàn hãy còn. A5, 89 ngàn, 5 xếp cho bạn ăn hơn. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em A6 dùng cho em. À mấy anh A6 lên màu dùm cho em ha, caro đen và caro. Rồi cho chị con này lên này. Đây bạn nào ôm ôm quần rinh báo Hải nha. A589 gì không ơn. Toàn mấy bạn ơi, quần đẹp không như thế này, bây giờ like kiểu gì đây. A5 Dabi. Nè có chân vái có đồ luôn, hãy cho ôm luôn nè. Hãy cho ôm 89 ngàn luôn. Chị nào ôm không? A6 bao nhiêu? Cái chân vái này bao nhiêu? A6 bao nhiêu? A6 59 ngàn. Này mấy chị, A6 thì hiện hai màu, 140 nha. Vố này là 109 ngàn nè. Rồi lên liền cho em mà hãy dùng cho em. Lên liền cho em mã ngố đi, ngố này 89 ngàn size S nè. Không phải nào ôm thì lấy nha. Rồi lấy ngố 89 ngàn size S thì chốt giùm em. Chân vái là em có size S, size M nha. Chân vái là em có S, có M. Lên liền cho em mã dùng cho em. Chân vái là có 1S, 1M. A6 em chỉ còn 5 con nè, Lan Hương ơi, cho chị 5 con nha. Rồi lên liền cho em mã ngố size S 89 ngàn. Ngố là em lên là hàng 109 nha mấy chị nha. Chân vái là 140 nè, em xả luôn 89 ngàn lên size S, size M dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Chân vái size S, size M dùng cho em. Chân vái size S, size M. Rồi cái này em hút chân vái S, M. Ô, 89 cho lớp phiên. Rồi lên tiếp nha mấy chị nha, đừng thoát like nha. Có nhiều cái lắm luôn á mấy bà, nhiều hàng lắm luôn. Chân quái lên size S mà. Rồi cái này lên liền cho em mã dùng cho em. A10 dùng cho em nè. Rồi lên liền cho em mã A10. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. A10 dùng cho em nè. Rồi lên liền cho em mã A10 nha cả nhà nha. A10 dùng cho em nè. A10 nha, hôm nay tặng mấy chị luôn 79 ngàn. Chân quái xe 10 liền. A10 79 ngàn, chị nào nhanh là có, chậm là hết nha. Duy nhất hôm nay thôi và hết hàng. Em lên hôm nay là hết, nghĩ sao vậy, hướng này 79 ngàn chốt 2 cái. Chú bán xé cho mật mật. Nghĩ sao vậy, trời ơi, 79 ngàn chốt 2 cái mấy bà. Trời lên luôn nha mấy chị nha. Chờ lấy thì chốt liền cho em. Cái gì nhở, bỏ ra đi. Ôi như cái bao nó dính này. Á 10 là dính rồi em ơi, hai con. A10 hiền hiền. Rồi lên liền cho em mã dùm em. Cái quần này là bán khi ăn nha. Cái này nó có tay ép không ấy. Quần này dán bôi đẹp lắm. A10 thì lên 139 ngàn ha. Hôm nay tặng với chị luôn 89 ngàn. A11 89 ngàn. Rồi lên liền cho em mã 11 89 ngàn. Size của Hải tay ép 11 nha, 89 ngàn. Quần này nè mấy chị ơi,
cái quần này mấy chị mặc A10 là Hà Thiên Trang. Bữa nay mấy chị mặc với lại mấy cái áo len mà len mông mà len kiểu hết cả nhà nha. Mặc cái này mang về thể thao hay mang về cao gót đều đẹp hết đó nha. Lên liền cho em mà hãy dùng cho em 11 dùm cho em 11 nha. Con Hải Lan là hàng 140 nè, tại vì quần của Hải là quần hàng cao gót. A10 là Lan Hương, em ai là 4. Rồi lên liền cho em mà hãy dùng cho em 11 dùm cho em này, 89 ngàn luôn. Lên liền cho em mã 11, 89 ngàn. Size của Hải đang cầm được 3 con size S thôi cả nhà ơi. 3 con nha, 50 thân dê. 50 kg đổ lại nha, ok. Lên liền cho em mã 11. 11 dùng cho em. 11, 89 ngàn luôn chú em ạ. À. Rồi hôm nay tặng luôn con áo này luôn. 11, 89 ngàn luôn chú em mấy chị ạ. 11, Văn Huỳnh. Rồi lên liền cho em mã 12, 11 em chỉ có S thôi mấy chị ơi. Nghe đọc sai nha, đừng có bắt em nhớ nhầm mất cả nhà. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em 12 dùng cho em, chỉ có duy nhất S thôi. 12 dùng cho em, xả luôn 69 ngàn. 12 hàng của em đang like là hàng 99 ngàn. 99 ngàn nha, hôm nay em xả mấy chị 69 ngàn, chị nào múc nhanh ha, chị hết. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em 12 dùng cho em. 11 Lý Võ. 12, 69 ngàn dùng cho em, chị nào có sao miễn phí tặng sao cho Hải với nha. 11 em còn một con 89 ngàn dèo lại chứ không em cho mèo nâu xe. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em 10 13 dùng cho em, trời ơi 13 size M nha, 89 ngàn, trời ơi nó đẹp. Báo trái bù chén luôn khách ơi, size M nha. 12, 69 vô đàn Lan Hương 6 con. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em 10 mấy 13 dùng cho em, 89 ngàn, size M. Size M nhưng mà một cái này nó tương đương với lại size L của mình nha cả nhà nha. Đây nó có nút ở đây nè, mấy chị thích mặc mình có thể gài vô đây nè nha. Con này mấy chị mang với mùa này mấy chị mang với là áo ba lỗ nó đẹp lắm luôn á, siêu đẹp luôn. Rồi lên liền cho em mã 13 size M 89 nè. Lên liền cho em mã 13 size M 89 nè. 13 lý em size M 89 nè, mã 12 em hết rồi. 13 VV. Rồi lên liền cho em mã 14 dùng cho em, xả luôn cho mấy chị luôn, 79 nè. 14, 79 ngàn, đúng bài chưa mấy chị? Nha, ok chưa? Đúng chưa? Cho chị mấy cục bộ lượng. Còn lên liền cho em mã dùng cho em mã 10 14 dùng cho em. Lên liền cho em mã 14 13 cho Dung Nhi. 14 nha, 79 ngàn. Ok cái mùa này luôn á, nha mấy chị ơi nha, mặc là sướng luôn. Còn lên liền cho em mã 13 thì Linh Nguyễn. 14 dùng cho em. Mười ba cho báo chút. Ở này dục là chị xe của gì đây nhỏ ơi. 15 này mấy chị ơi, 99 ngàn luôn. 13 cho Phụng Tăng. 15 dùng cho em này mấy chị, 99 ngàn. Thiệt là em không muốn sale đâu cả nhà ơi. Mẫu này em đang bán rất là hot luôn á. 13 mèo nâu. Em tặng luôn 99 ngàn, sai cho mấy chị 52 cái đổ lạc men ok dùng cho em. Làm mấy chị đi đám cưới này kia nè, cái làm mà nó 14 hai con 79 ngàn là Lan Hương nha, nó sẽ quét qua hai bên rồi nó tặng cho mấy chị hai cái tay để mình để hai cái vai á. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em 15 dùng cho em, 99 ngàn nốt nha. 14 Thái Dung Nhi à, 14 Nguyễn Thị Thanh Trúc. Trời con này đẹp lắm luôn á mấy chị ơi. Rồi lên liền cho em mã 15, 99 ngàn, có duy nhất được có 3 con thôi mấy chị. 14 em hết rồi, lên mã 15, 99 ngàn cho em. 15 ba con, 99 ngàn. Giờ lấy chốt là dùng cho em mã 15. À em có cái bộ lụa này tặng cho mấy chị. Rồi lên liền cho em mã 16 này, tặng mấy chị 69 ngàn. Chốt lại để hết. 16 dùng em 69 ngàn. 10 mấy? 16 dùng em 69 ngàn. Phôm cho mấy chị 65 cái đổ lại mày ok chút. Dạ anh Mai ơi, mạng mình mì chậm mấy chị với em lên mã 15 rồi mà chị lên mới lên mã 13. Mã 16 69 ngàn, 15 chốt đi chị Đàm Nguyên mua về. 15 99 ngàn cho Đàm Nguyên. 16 dùng cho em 69 ngàn chốt lại cả nhà. 16 bùa lụa 69 ngàn lên giúp em cho Linh Thầy. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 10 17 dùng cho em, tặng mấy chị 49 ngàn. Áo sơ mi dùng cho em, vải không mát không xịn nha mấy chị nha, sạch mặt hãy luôn, hãy nói thiệt luôn á. 16, 69 ngàn, 6 bộ là Lan Hương nha mấy chị nha, sơ mi của nó là hàng sơ mi Quảng Châu dùng cho em. Mấy chị nhìn nó về tay ngon, mấy chị cần sờ vô vải thôi mấy chị thấy độ mát của nó rồi. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em 17 dùng cho em nè. Lên liền cho em mã 17, 49 ngàn này, bỏ cái tái vô đây, đốt tái.
to lớn liền cho em mã 17 dùng cho em 49 ngàn. 16 thì huyền sơ mi hàng to bao dùng cho em mặt sướng lắm á chị, 49 ngàn. Mà mấy chị nhìn cái hàng này mát mặt tự luôn, rất là đẹp nha. 15 99 ngàn cho thấy điều vui. Còn duy nhất tặng cho mấy chị cái bộ này nè. 10 mấy 10 79 ngàn. Lá liền cho em mã 18 79 ngàn. Chốt liền cho em mã 18 15 cho Trần Ngọc Anh đoán màu đen 99 ngàn. Rồi lá liền cho em mã 18 79 ngàn. Phôn cho mấy chị 65 kg đủ làm em ok. 16 cho Hình Phượng 69 ngàn bùa lụa. Lá liền cho em mã 18. Lá liền cho em mã 18 dùng cho em 79 ngàn. Lên liền cho em mã 18, 79 ngàn. 16 cho Thúy Hồ, 69 ngàn, hết mã 16 à. Rồi lên liền cho em mã 18, 79 ngàn. 18 dùng rồi, thủ lắm đấy, thủ lắm nha. Thủ lắm, thủ lắm. 17 thì 49 ngàn. 17 thì. 17 sơ mi, 49 ngàn cho Thanh Lê. Anh nhỉ, chứ không được tiếp tục bằng ngay chỗ đây đi. 17 heo hồng. Rồi duy nhất hôm nay nha, tặng mấy chị con này 79 ngàn, chị nào nhanh thì có chậm là hết. 18 là 79 nè. Đây 17 Nabi 79 nè. Lên liền mã 19. Rồi lên liền cho em mã 19, 79 nè. Con này 17 Nabi 49 nè. Con này là không đi xỉ giá 300 nè. Thật sự luôn, nghỉ bán luôn á. Nha mấy chịu nha. Rồi lên liền cho em mã 19 dùm cho em đi cả nhà. 19 nha mấy chịu nha. Lên liền cho em mã 19, 79 nè. Nhưng mà mấy chị nhớ là mua hàng rẻ nhưng phải chốt đủ đơn trên 89 ngàn nhà em mới đi đơn nha. Dưới 89 ngàn nhà em không đi đơn. Nên là mấy chị nào có đơn một cái máy 879 ngàn mình chốt thêm một cái gì nữa đó để nhà em đi đơn cho mấy chị nha. Và đơn này gom tới tối nay nữa, ngày mai mới đi đơn. Nên là mấy chị trộn nha mấy chị nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em 19 dùng cho em 79 ngàn. Lên liền cho em mã 19 đi cả nhà ơi. 18 đàn em đi trang 79. Lên liền cho em mã 19 79 ngàn sang in bò chốt lại 18 nguyên vàng 79. Rồi duy nhất mà này tặng cho mấy chị nè. Rồi lên nhanh nhanh cho mấy triệu nha. 18 lưng thầy 79. Ủa alo, thằng nào đi? Chưa like đúng không? Rồi lên liền cho em mã 20 tặng mấy chị 89 ngàn nè. 18 lưng thầy 79. Rồi lên liền cho em mã 20 89 ngàn. Phun Babido dùm cho em. Bà nào bầu đâu? Bà nào 65 kg đâu? Mốt liền con này. Rồi lên liền cho em 18 lưng thầy 4 bộ 79. Rồi lên liền cho em mã dùm cho em mã 20 dùng cho em 89 ngàn luôn, chưa lên 18 Dung Nhi 79 120 á, thả luôn đi cả nhà 89 ngàn. Rồi cái này giờ có chị nào chốt 16 lúc nãy tí hồ có rồi ạ. 18 79 ngàn cho thầy Dung. Rồi lên liền cho em mã 20 cả nhà ơi, 89 ngàn, nốt có vài con thôi mấy chị. Rồi 89 ngàn Phong Babidon. Hôm qua chị nào hỏi mình phun Babido nè. Đơn này chiều mai là ghé được với chị nhà 19, 79 ngàn cho hậu ngon. Rồi lên liền cho em mã 20 đi cả nhà. 20 nha, chút liền cho em mã 20 dùng cho em 20 nha mấy chị. 19 thì Linh Nguyễn 20, 89 ngàn. Đây này có cục này nè, bạn nào ôm không? Cục này đùi hả nhỏ, đùi hay là gì đây nè. 19 mèo nâu. Đây cái này đùi nè, bạn nào ưng ôm hoặc là chị nào lấy hình ghi hình dùng cho em, chị nào lấy á tích tắc thì ghi tích tắc ha. Giá là 79.021. Có chừng đây là hết rồi. Đây mấy chị 20 là màu vàng 89.000 cho Thu Bùi. Đây chị nào lấy hình thì ghi hình, chị nào lấy tích tắc thì ghi tích tắc. Hoặc là chị nào lấy vàng thì ghi vàng 21 lên màu vàng với lại hình thì. Đây cái này là vàng đi, còn này là hình thì 20 rồi em ơi. 79.000 21, 79.000 chút đi cả nhà. 20 Nguyễn Thị Thị Trang. Hải bên đây nóng lắm, Hải ở nhà Hải toàn mặc đồ bộ bộ đùi không có cả nhà, bộ dài cũng chịu không nổi. 20 Thu Hoài Dương. Mấy cái bộ này chất vải của nó mát lắm. Mát lắm nha mới chịu nha. Đây. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em 21 lên màu dùng cho em. Chị nào lấy vàng ghi vàng, chị lấy hình 20 hình. Ánh Mai. Em like cho mấy chị cái này 79 ngàn, mấy chị chốt đi bao giá toàn quốc luôn. Là phôn của nhà em là phôn tay dơ ấy cả nhà, phôn tay dơ nên mình mặc nó rất là mát, rất là thoải mái luôn ha. Không có ôm, không có kiểu nhỏ xíu xiu đâu. 20 Nguyễn Thị Trang có rồi ạ. À. Rồi lên liền cho em mã 21 lên màu, hình với vàng dùm cho em. 21 lên màu nha, hình vàng dùm cho em có 79 ngàn thôi cả nhà ơi. Rồi lên cái đầm này nha. 21 hai bộ hình cho đằng Lan Hương.
Đây, xả cho mấy chị 99 21 vàng Nguyễn Thùy. Chị nào không lấy con này là tiếc nha. Đây mấy chị ơi, em lên xong rồi mấy cái mẫu mà còn một cái là em đóng hàng luôn á. Đây là chị nào thích mình chốt luôn đi nha mấy chị ơi nha. Không có giá này nữa cả nhà. Duy nhất hôm nay thôi. Lên liền cho em ở 22.99 ngàn liền cho em. Hải Lai là hàng 149 ngàn. 149 ngàn nha. 149 hãy tặng luôn cho mấy chị 99 ngàn luôn. 65 kg đổ lại men ok. Bầu bí men ok luôn. Lên liền cho em ở 22 đi cả nhà. Rồi lên liền cho em ở 22 cả nhà ơi. 22 nha mấy 21 chị. 21 hình với đằng Hà Thiên Trang. Rồi em nói thật sự luôn. Siêu siêu đẹp luôn nha. Mấy chị biết là cái hàng này hàng 21 vàng hả quên. Lai là giá 300 mấy ngàn á. 300 mấy nha, hãy xả luôn 99 ngàn. Lên liền cho em mà 22 hãy có 4 con thôi cả nhà. 4 con thôi nha. Hết rồi hết luôn á. 21 hình với Như Nguyễn. Đây áo em mặc xả luôn cho mấy chị luôn. 21 vàng với Thị Thảo. $23.99 áo hải mang $69. Hải mang là không phải là hàng thun nha. Đây mấy chị của hải là vải sốt nè. Vải sốt này hàng nó đắt hơn hàng thun đó cả nhà nha. Trần Phương Liên 21 bên còn vàng thôi chị nhá. Rồi lên liền cho em mã 22 hồng chú dính nhanh cho đằng Lê Hương. Rồi lên liền cho em mã 23 áo hải đang may nha. Vào nhỏ hải là vải 22 Thanh Lê nha. Không phải là cái vải thun nha cả nhà nha. Hải xả luôn cho mấy chị 69 ngàn. Lên liền cho em mã dùng cho em 20 3 dùng cho em 69 ngàn. Chút liền cho em ở 23 69 ngàn dùng cho em. 23 69 ngàn. 22 An An Liên. Chị chưa được mã nào hết chị Hân Mai à. Rồi nhỏ con cái quần này còn sai gì dục con ra chị theo luôn. Em lên một con rồi đó. 22 cho chị Kim Linh. Rồi cái này em còn mờ không. Em xả luôn cho mỗi chị mỗi con luôn 89 ngàn luôn. Nha quần này hàng đất của Hải đó. Hải nói thiệt luôn, Hải nhập trên hàng 23-69 ngàn cho đằng Hà Thiên Trang. Trên giá 119 ngàn nha mấy tình yêu nha. Tại vì là quần này mấy chị biết đúng không. Quần này mấy chị xem cái trang gì quên rồi. Cái trang 23 cho Thiết Lê Hội An. Trang like những cái quần sọt lên mà hàng Quảng Châu mà không đụng hàng cả nhà. 375 ngàn, 475 ngàn. Thậm chí là cái quần 5-6 ngàn. 23 Trần Gấm. Nha em xả mấy chị 89 ngàn, 24 rồi. 24 89 ngàn, hãy có duy nhất size M thôi nha. Size M nha mấy chịu nha, theo cho mình. Theo nha mấy chịu nha. Chị hỏi thì chốt liền cho em mã 24 size M, hãy xả luôn cho cả nhà luôn 89 ngàn. Cái này là bán lỗ sắp mặt lờ luôn chứ phải. Dí rồi gì dí rồi. Không phải lỗ bình thường nữa, em nói thiệt luôn á, quần này đẹp lắm nha. Em like cho mấy chị 89 ngàn. Chị Trà My Maria, chị nào mua hàng với em không em máy với tiền gửi thuê bao thì mấy chị cọc với em 200 và tài khoản rồi chốt chị nhá. Rồi lên liền cho em mã 24 size M dùng cho em 89 ngàn. Lên 24 Hoàng Thị. 24 dùng cho em 89 ngàn xay mồ dùng cho em. Lên liền cho em ở 24 89 ngàn xay mồ. Ê cái này. Rồi cái này mới là trúng bánh rồi. 24 Dương Nguyễn. 25 25 nha. 79 ngàn có duy nhất được 3 bộ nè. 3 4 bộ. 24 chỉ có xay mồ thôi. Rồi lên liền cho em ở dùng cho em 20 5 25 nha. Lên liền cho em ở 25 79 ngàn. 65 kg đổ lại men ok. Trời ơi xinh lắm luôn. 4 bộ 25 Đoàn An Hương 3 bộ 79 ngàn. Cái này còn một con này chút hết cho 25 Nguyễn Thị Thảo. Rồi mấy chị hãy chuẩn bị bàn phím nè. Hết mà 25 à. Rồi lên liền cho em mã 26 nha. Chỉ có mát và mát thôi nha. Siêu mát luôn, siêu đẹp luôn. Đây dây nè, kèm cho mình quần. Trời ơi, siêu đã luôn nha. Xe luôn mấy chị 79 ngàn. Em có màu reo và em có màu kem 79 ngàn, chút lẹ mang nha mấy chị nha. Reo và kem dùng cho em. Reo có 3, kem có 3 hết hàng nha. Còn lên liền cho em mã dùng cho em. Đã dùng báo trước giờ em để chung luôn rồi chị ơi. Còn 26 cho em ạ. 26 lên màu dùng cho em. Màu reo và màu kem dùng cho em. Áo lão dây nè, mang siêu sướng luôn á. Nha, lên lẹ mấy chị. Đây trắng 26 cho em 79 ngàn cho VV. Rồi 27 dùng cho em. 26 hai mà 4 con hai mà Đoàn Lan Hương. Rồi lên liền cho em mã 27 69 ngàn dùng cho em. Lên liền cho em mã 27 69 ngàn. Đây áo hãy mặc nhưng mà màu trắng này mấy chị nè. Và em nhắc rồi nghe, em like 69 ngàn nhưng mà không phải là hàng thun nha. Đây nè, hàng của này em là vải sốt này nè mấy chị. Em nhập nó đắt hơn hàng thun ấy cả nhà. 26 cho em heo hồng.
nha. Hàng thun đợt trước em đã like 89 ngàn rồi, hàng này nhập đắt hơn á. Mà hôm nay em xả mới chỉ 69 ngàn ấy. Ê sao rồi anh Mai? Rồi lên liền cho em mã 27 dùng cho em 69 ngàn. Không phải là hàng thun nha cả nhà nha. Vải xốp nhà đang mang nè nha. Giờ lấy thì chốt liền cho em mã dùng cho em 27 liền. Con váy nhập vô hàng 139 ngàn nè. Bây giờ tặng luôn cho mấy chị luôn. 27 hình Yến Nhi. Đây mấy chị, tao có thể đang cầm là size M nha. Size M nha cả nhà nha, 28 nè. 28 màu đỏ, màu nâu, xả luôn cho mấy chị 79 ngàn. 27 nương luôn. Rồi lên liền cho mã 28 lên màu. Màu đỏ với lại màu nâu. 27 tiếp lên rồi nha. 79 ngàn nha, giờ lấy thì chốt liền cho em nè. Đẹp chưa? Rồi lên liền cho em mã dùng cho em 28 nè. Rồi lên liền cho em mã 28 lên màu, màu nâu với màu đỏ dùng cho em 79 ngàn. Hàng nhập vô 139 ngàn đó. Đây mấy chị, 139 nha, xả luôn cho mấy chị luôn 79 ngàn. Rồi lên liền cho em mã 28 lên màu dùng cho em 28 kèm màu nha. Rồi cho chị cục bộ lửa đi nè. Rồi lên liền cho em mã 29 79 ngàn có 2 con. 29 79 ngàn, 2 con như nhất. Váy nó qua gối một chút xíu thôi cả nhà. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em cả nhà ơi. Rồi lên liền cho em mã dùng cho Hải này cả nhà ơi. Mấy chị ơi, hàng sale rồi lên mẫu nào mấy chị. Chưa hết rồi mình đợi mình chốt nha mấy chị ơi nha. Chứ giờ Hải không có biết màu nào đâu. Tại vì là hàng sale mà mấy chị ơi, lọc chị nào chưa nghe em đọc tên mã 28 rồi lên to 27 lên mã 27 em liên tục với anh mấy chị ạ. Cái này là hai mấy anh? 29 à? 29. Rồi lên liền cho em mã 29 79 ngàn dùng cho em. Đẹp quá mấy chị. 28 Ngâu Thu Nguyễn. 27 luôn. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em 30 dùng cho em nè. Thu Nguyễn 664 là Thu Nguyễn 664 là cái ấy luôn chị ơi. Quá. Không có gì anh Minh nha. Chị ơi, đợt này chị nào mà ghé lấy thì ghé lấy sớm dùm em, chiều mai chị là có cái hàng, chiều mai ghé hàng hết chứ em ạ. Rồi lên liền cho em 30 dùng cho em nè. 30 nha. 29 là 79 ngàn. 29 là Lan Hương 2 bộ. Rồi lên liền cho em mã 30 dùng cho em 79 ngàn. Chị nào có đơn thì mình ghé lấy sớm dùng cho em, thì chiều mai là có rồi mấy chị. Trong 3 ngày mình ghé lấy đơn dùng cho em nha. 28 nâu 79 ngàn cho mèo nâu. Rồi lên liền cho em mã 30 dùng cho em 79 ngàn, hàng xinh nha. Bao mấy bạn bán sốt luôn nha. Bao bán sốt không phải là hàng em like giá rẻ như thế này mà hàng thường đâu cả nhà. Đây nè, hàng nhà chinh nè. Hàng nhà chinh cho mấy chị nha, nhà chinh luôn, em bán cho mấy chị luôn. 37 chính cho đằng này ơi ai buộc. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em chị Nguyên Trần này cọc đi rồi chốt cho chị nha. Mình có đơn buôn hàng đó chị. 30 Nana. Mua hàng bà chốt bằng 2 cái 3 cái gửi mấy bà có nghe máy đâu. Gửi buôn hàng luôn. Hơi bộ lên rồi lên liền cho em 30 cho đi nào. 31 dùng cho em 89 ngàn. Rồi lên liền cho em mã 31 89 ngàn. Rồi chốt liền cho em mã 31 dùng cho em một con áo tơ nè. Kèm cho mình đẹp chưa. Rồi lên liền cho em mã 31 89 ngàn. 30 thì dùng. Rồi lên liền cho em mã 31 55 cái đổ lại ăn ok. Áo tơ mấy chị ơi nha, phải được lắm này hay lớp. 31 dùng cho em 55 cái đổ lại mày ok 89 ngàn luôn. 30 tóc xinh. Ba mốt thu bùi. Rồi lên liền cho em mã 32 dùng cho em 49 ngàn. Tommy Caro dùng cho em. Cái này mấy chị làm khoác cũng đẹp hết. Làm khoác cũng đẹp lắm. Rồi lên liền cho em mã 32 dùng cho em. Mấy chị ơi xem like chấm bài tương tác dùng cho em ha. Rồi lên liền cho em mã 32. Em báo mình hôm qua rồi chị Nguyên Trần ha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em nha mấy chị ơi nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã mấy? 32 dùng cho em đi cả nhà. Lên liền cho em mã 32. 32 49 ngàn áo sơ mi dùng cho em. Sơ mi caro phun to luôn á chị, phun to. Rồi cho 31 chị 89 ngàn chứ hiền. Cho chị cái đó luôn, có dịp cũng như chị mấy con đầm caro đó còn mà gì. Lên liền cho em mã 32 đi cả nhà. Rồi lên liền cho em mã 33 dùng cho em nè. Màu cuối cùng của bộ lụa. Bộ lụa ngắn nha mấy chị ơi nha, hết nha. Rồi lên liền cho em mã 33 dùng cho em. 33 79 ngàn.
lên liền cho em mã 33-79 ngàn, hết hàng đồ ngắn nha. Trời ơi mua về mặc mùa đi đi thì mát lắm luôn. Rồi lên liền cho em mã 33. Mùa này mà không có bộ lụa đùi trong tủ là không được nha mấy chị La. Mà hàng nhà chiên nữa nè. Đó 79 ngàn, tội gì không chốt. Có 3 đồ lấy luôn 2 bộ nha. Đó lên liền cho em mã dùm cho em 32 đi cả nhà. À 33. Rồi lên liền cho em mã 34 dùm cho em. 34 nha. 33 hình yến nhi, 33 hình yến. Xuất sắc luôn. 34 nha. Em có xanh lá, xanh dương và đỏ, caro đỏ, caro xanh lá, caro xanh dương. Chị nào lấy thì chốt liền cho em 109 ngàn. Bao bên thầy. Bao giá toàn quốc luôn nha. Đầm sơ mi dùm cho em. Còn lên 34 hả? Tổng gần mấy bộ đi. 34 lên. 33 trang đi thảo. 34 lên màu caro. 33 bác thầy cách ly. Cái này là xanh lá này, cái này là xanh dương này, cái này là đỏ nha. Mỗi màu có ít mắt, chị nào lấy thì chốt luôn. 34 lên màu đi cả nhà. Ê, màu này đẹp lắm nha. Màu này nó không phải là màu đỏ mà kia đâu cả nhà ơi. Nó phối cho mình cái xanh này nè, mấy chị thấy không? Nhìn cái màu của nó rất là đẹp. Em chốt cho mình yến nhi mã 33 là bộ 79 ngàn đó chị ơi. Màu đẹp nhất luôn á cả nhà. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em 34 đi cả nhà. 109 ngàn. 34 là 109 xanh lá xanh dương cho làng lá hương. Lên liền cho em mã 34 dài qua gối cả nhà ơi. Chế nào lấy màu đỏ này đi. Trời ơi màu này đẹp nhất luôn đó mấy bà ơi. Dài qua gối nha. Đây. Qua gối nha cả nhà nha. Dài qua gối luôn, không phải là trên gối đâu, dài. Xếp in nờ y lay hết rồi. Ba màu cả nhà nhưng mà có ít nha. Xanh dương có 2 cái, xanh lá có 2 cái, đỏ có mấy cái nữa là hết đó. Chị nào lấy thì chốt luôn. Rồi quý chị con này chị xá luôn đi. 34 mấy chị kèm màu lên giúp em xanh dương cho Hiền Hiền. Còn đầm sơ mi màu không chị ơi, chị còn sơ mi màu chị còn. Ba tư đỏ Hiền Hiền. Sơ mi màu có cốm có một con nè, cho Hiền Hiền này, các chị thôi cốm đỏ ra luôn đi, cốm cho Hiền Hiền luôn đi. Cái hộp đó. Chút luôn cái đó. Ba tư đỏ Hiền Hiền. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em nè. Rồi lên liền cho em sơ mi màu 35 hả? Ba tư thêm đỏ nào em ơn. 35, 35 là em có nâu và em có đen. Nâu và đen nha, và qua gối nha, để em đánh cho mấy chị. Ba tư xanh lá cho Lina. Đó mấy chị thấy không? Dài nha. Em là mặt thành kiểu như là maxi xin luôn rồi đó. Đó 1m55 nè. Ba tư đỏ phương ái. Em có bán phun ngắn đâu, nếu mà người ta mà có bỏ phun ngắn về cho em đảm bảo luôn, em bán cho mấy chị mấy chục ngàn thôi, không có giá này đâu. Nhà giá này em bán bao giá cho mấy chị luôn và chuẩn hàng L1 nha, sai hoàn tiền cho mấy chị luôn. Chuẩn hàng của nhà Mát Minh nha mấy chị nha. 109 ngàn nâu với đen. 30. 35 lên màu dùng cho em. Nâu và đen dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em nè. Nâu và đen nha cả nhà nha. 109 ngàn, vải siêu mát luôn cả nhà. Màu nâu và màu đen dùng cho em nè. Chút nhanh để hết nha mấy chị nha. Đây cả nhà. Nâu đen dùng cho em. Rồi chiều lấy thì chút liền cho em mã dùng cho em. 35 lên màu nâu và đen. Nâu và đen nha, 109 ngàn. Kèm cái cốm đó, cái cốm nó qua cho Hiền Hiền luôn. Cho Hiền Hiền một nâu đây. Nâu còn không? Nâu còn không? Đó nâu còn mà. Cái là nâu với cốm thì chút cho Hiền Hiền một cái nâu. Cái xong một cái cốm nó lên nha. Ba lăm hai màu là Lan Hương. Bảo cốm rồi từ từ đi. Rồi xả luôn cho mấy chị con này luôn nè. Nhưng hôm nay tặng luôn cho mấy chị luôn. 35 đen 109 với Jerry Thảo. Nha, duy nhất hôm nay thôi, xả mấy chị con này 109 ngàn. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. 36 109 dùng cho em. Cái này đoàn Lan Hương lấy mấy con đi em. Hàng đất của Hải đất, hàng Hải nhập vô hàng à. Hàng Hải nhập vô hàng là 139 ngàn á. Nha, hàng chuẩn của bạn này. Đoàn Ngân Châu luôn. Rồi lên liền cho em mã 35 nâu là 109 mấy chị nhở. Rồi lên liền cho em mã 36 này cả nhà. 35 nâu cho Bích Hồng 109. Rồi lên liền cho em mã 36 109 luôn. 34 hết xanh lá là gì thấy rồi. Hết xanh lá, hết xanh dương, hết rồi mấy chị. Nhân 2 vào đi. Rồi lên liền cho em mã 36 109 nha. Rồi lên liền cho em mã 36. Xanh có cho em một cái thì một cái xanh cốm ha, còn một cái cuối cùng cho có cái lần. Rồi lên liền cho em mã 36 109 dùng chứ. Cù mà thôi. Lên liền cho em mã 36 109. 36 nha, 109 ngàn chắc chắn là một mình hãy bán giá này rẻ nhất thôi đó. 36 109.
Thì cái này bữa nay mặc mát lắm rồi đấy. Bao sáu nào nàng? 37 hả? 37 đi, tặng mấy chị 89 nè. Trời ơi, đẹp quá hề. 36 cho đi Thảo. Ôi, mấy chị ơi. Trên dài chứ, không quên thằng dưới dài chứ. Trên là áo dây rồi đó, là thấy mát rồi đó cả nhà. Rồi lên liền cho em mà, ai dùng cho em, 30 37 dùng cho em, 37 nha, 89 nha. Lên liền cho em hả, 37, 89 nha, dùng cho em, 37 dùng cho em, 89 nha. 36 đường lên hương 2 con. Rồi lên liền cho em hả, 37 dùng cho em đi cả nhà. Rồi dù cái chị lấy cục rinh cho nó đi. Chắc ngay chỗ cái dọc đó em được hết lên đi cho nó rộng xuống. Rồi chị nào có sao tặng sao cho Hải với nha. Chị nào mà có sao tặng sao cho Hải với cho Hải xin nút thả tim thả like thì tương tác bằng viết nha. 37 89 rồi lên hương 4 xếp. Hello mấy chị nha, chị nào có sao tặng sao cho Hải với nha mấy tình yêu nha. À đây. Trời ơi. Cái chân quái này bây giờ tặng bao nhiêu đây? Nha, tặng mỗi chị mỗi 37 cho mấy chị hương. Chân quái này 69 ngàn, chị nào lấy thì chốt luôn nha. Hải để dành tốt, Hải ngay á. Bây giờ đứng bên này nó chướng mắt thôi, trả luôn 69 ngàn. 37 ánh mai. Tại sao Hải mặc là không được hỏi nha. 69 ngàn, chị nào chốt lẹ nè. Cái liềm che mã 30 8 69 ngàn. Rồi lên liềm che mã dùng cho em 38 69 ngàn. Chân quái dùng 37 em hết rồi. Dạ còn á chị ánh mai còn nha. Rồi lên liềm cho em mã chân quái 69 ngàn. Size S, size M, size L, size L gì mang cũng được hết nha. Và mấy chị nhìn cái chân quái như thế này nó đẹp lắm nha. Cả nhà nha, mặc với lại áo, áo mà kiểu như áo bra cũng đẹp nè. Nhưng mấy chị nha, mặc với lại cái áo Hải đang mang nè. Ủa nè, xinh lắm luôn đó, 69 ngàn thôi. Chốt đi cả nhà, 69 ngàn tặng tặng luôn. Chân quái mã 38 cho em 69 ngàn à. Rồi cho chị cục chân quái, cục chân quái. Đây mấy chị phải có cái tóc lọc gấu gì đây. Trời ơi, quần len này. Quần len này like 140 nè cả nhà. Đây bạn nào ưng ôm len đi chứ ôm len nha, xả luôn 89. 38 luôn rồi. Ôm len nha, 89 ngàn 3 con nè. Đây này là ống đứng nè. Len 38 thì Linh Nguyễn. Ba cái ba não. Rồi lên liền cho em mã ôm. Cái này là hai con, ở trong đây là hai con quần le với lại một con quần sung 140 á, thể xả luôn cho mấy chị 89 nha. 38 cho Nghi Hạnh. Đây 140 đó cả nhà. Quần. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em có ba con thôi. Rồi ôm ôm thì trước ôm mình. Rồi chân quái. 38 rồi lên ôm hai con. Rồi chân quái này là chân quái size XL nha cả nhà. 38 eo hồng. Chân quái này là chân quái size XL này, hãy tặng luôn cho mấy chị 89 nha. Rồi lên liền cho em mã chân quái 89 nha. Chân quái 89. 38 di lục. Rồi lên liền cho em mã 40 đi cả nhà. 40 nha, 89 nha, size XL cho khỏi nhầm. Size XL này mấy chị nào 38 hãy 50. 58 cái đủ lại nha. Rồi lên liền cho em mã dùm cho em. Mã 40 đi khỏi nhầm mấy chị. 40, 89 nghìn. Lên liền cho em mã 38 cho Trần Gấm. 40, 89 nghìn có mấy con thôi mấy chị chốt về mang. Chúng quái sao Phạm Thảo. Chúng quái ra lúc nào nó cũng đắt á. Cả nhà mua về mang 89 nghìn thôi. 40, 89 nghìn. 38 cho ông Sơn. Chân quái rinh á, tại nhà nếu mà mình thích chân quái rinh á, mình đi vô số mình mua 38 cho mình cơ. Trên 300 độ trên nha mấy chị nha. Trên 300 một con chân quái rinh á, không bao giờ dưới đâu cả nhà. Cái này duy nhất một size nha mấy chị nha. Một size thôi cả nhà ơi, size XL dùng cho em, 40 dùng cho em. Duy nhất một size XL mấy chị 50. 52 cái đổ lên cho tới 58 cái. Ôm 89 ba con. Rồi lên liền cho ôm 3 quần 89 ngàn cho đàn Lan Hương. 41 size nha, nên là chị nào đừng có chốt size khác vô để khỏi bị nhầm hàng của mình nha mấy bà nha. Rồi em có một cục quần rinh đùi nè. Em cho ôm luôn cho mấy chị luôn với giá là bao nhiêu đây. Rồi cho ôm luôn 69 ngàn nè. Rinh đùi dùng cho em 69 ngàn dùng cho em. 40 đi Na Nguyễn. Rồi lên liền cho em ở 41 ôm rinh đùi dùng cho em 69 ngàn. Ôi cái quần kinh này là 160 ngàn nè. 40 hải nam nguyên.
ăn chân vái luôn á chị. Ôm trên đùi dùm cho em 69 ngàn. Đó là dùm cho em mà ôm trên đùi 69 ngàn dùm cho em. Trời ơi, đúng rồi. Ai ôm trên đùi có mấy con thôi, 10 con đủ lại thôi. Còn nào bé sốt thì ôm nha. Đẹp chưa? Đó là dùm cho em mà ở dùm cho em. Ôm trên đùi dùm cho em 69 ngàn. Trời ơi, 69 ngàn. Quấy rinh là mã 40 đó cả nhà. Quấy rinh là mã 40 nha, lên cho khỏi nhà. Đi ra Nguyễn có mã 40 rồi. Chúng lên cho Lộc Nguyễn. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Mình có chân váy đen không đi Lộc? Có hết tất cả nhà, hẳn gì có hết. Rồi dùng cho chị nha. Ôm rinh đùi chứ. Có rồi chị Di Lộc nha. Rinh đùi ôm đi chị nào chưa ôm thì để xí hải lai lại ha. Rinh đùi đó để riêng ra đi ăn cạnh em. Chị nào ưng ôm bên đùi ôm nha, còn không muốn xíu hãy là sao ha, đừng có xíu. Ba tám cho mấy đen nó mềm hết rồi. Ủa cái này sao mấy này mềm hết rồi. Rồi cái này có 2 set nè mấy chị ơi, xả luôn mấy chị 99 ngàn. Rồi lên liền cho em mã 40, 42 đi cả nhà. Lên liền cho em mã 42 nha cả nhà nha. 42 dùng cho em 99 ngàn, có 2 set thôi. Ôi, 139 ngàn, 99 ngàn nốt luôn. 2 set nhiều nhất, 2 set thôi nha, chờ lấy một chút thôi. Bốn mươi hai chín chín rồi lên hai set. Lên liền cho em mà 43 xả luôn 99 ngàn luôn. 43 size M dùng cho em 99 ngàn. Cái này em nhập vô là hàng trên 100, trên 125 ngàn tất cả nhà, không có giá này đâu. Em nói chuyện đây nha cả nhà nha, cái này nó có 2 con thì em tặng luôn 99 ngàn, nó xây mồi dùng cho em. Hàng 2 lớp rồi cả nhà, 2 lớp nha. Lên liền cho em mã dùng cho em 43 à. 43 dùng cho em 2 con thôi. 43 nè Lan Hương. Rồi lên liền cho em mã 44 luôn, đang SML nha, 79 ngàn. 43 thì Linh Nguyễn. Rồi lên liền cho em mã 44 lên sang SML 79 ngàn. Lên liền cho em mã 44 nha cả nhà. Lên liền cho em mã 44 lên size nha, size S, size M, size L, 3 size. Em xả luôn cho mấy chị luôn 79 ngàn, quần sọc rinh dùng cho em. Quần sọc rinh nha mấy chị nha. Lên liền cho em mã dùng cho em 44 lên size S, M, L, 79 ngàn luôn cả nhà. Lên liền cho em mã 44. Rồi lên liền cho em mã 45 nè. 45 lên size dùng cho em. Rồi 45 này là em sai à. Lên liền cho em mã đi cả nhà, quần linh đùa mấy chị chốt đi. Rồi cái này có một con size S thôi cả nhà ơi. 44 size L đến Hoàng Thị. 45 size S dùng cho em. 45 size S 79 ngàn một quần thôi. Mấy cái quần này bữa nay hãy nhập đắt tất cả nhà. Thôi là cái này là được trước hãy like hãy còn á cả nhà, hãy mới giá sải giá này á. Còn bữa nay hãy nhập cái quần hãy like toàn 109 ngàn, không có giá nha mấy chị nha. Thật sự là không có giá 79 ngàn ở đây cả nhà. Chắc chắn luôn, trên hàng em lên là 109 ngàn không á. Hãy không có like quần rinh dưới giá này luôn. Không có hàng mấy chị ơi. Quần rinh về toàn là 109 ngàn không. 45S cho Kili. Rồi lên liền cho em mã 46 dùng cho em 49 ngàn, áo xô dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã 46. Rồi lên liền cho em mã 46 dùng cho em. 46 nha cả nhà nha. 46 là áo xô dùng cho em nè, 49 ngàn. Lên liền cho em mã 46. Đây em có một con quần đen rất đẹp lắm. Trời mua về ngay các bạn. Mỗi tàu còn S không 46 lên cho em 49 ngàn. Con này 56 lên cho em cái gì ạ? Con này 50kg rửa lặt nên ok đó, đẹp lắm. Giờ xả bao nhiêu đây? 89 ngàn nha. Rồi lên liền cho em mã 47 dùng cho em 89 ngàn nhưng mà size S thôi. 52kg rửa lặt nên ok, đẹp lắm cả nhà ơi nè. Mà muốn xả luôn á, để may luôn á. Đây nè mấy chị. Lên liền cho em mã dùng cho em ha, đen rất nha, mặt cực kỳ chơi luôn, chắc lắm nha mấy chị nha, 89 ngàn. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Hãy còn áo dài có mất ngực không hả? Còn như có mất ngực là áo nào ta? 47, 89 ngàn rồi chú em ạ. Áo bờ ra hả? Rồi lên liền cho em mã đi cả nhà ơi. Chút nay vừa liền dùng cho em mã dùng cho em. Lên liền cho em mã 47 cho chị cái áo phê này nè. Xem ra chấm tương tác lên chú em đi mấy chị ạ. Xem ra chấm bài tương tác đi cả nhà.
47 vùng dân đen sẽ 89 ngàn. Vùng dân đen size S thường xuyên 47 xem like chấm bài dùm em, thì nó có sao tặng sao trả với nha. Rồi lên liền cho em mẫu 48 dùng cho em, 69 ngàn lên màu. Em có đen và em có đen và em có trắng nha mấy chịu nha. Đây cả nhà. Rồi chiều lấy thì chốt liền cho em mà áo bờ ra dùng cho em nè. Lên liền cho em mà áo bờ ra nha cả nhà nha. Bờ ra dùng cho em nè. Mấy chị lên màu dùng cho em ha. Bờ ra lên màu dùng cho em. 47 tám chín nhóc sơn, 47 Tuấn Nguyễn. Cái này em có màu trắng và em có màu đen. Em mà like cho mấy chị 69 nè. Có tăng đơ cho mình ha. Ren dùm cho em có mút ngực. Rồi lên liền cho em mẫu 48 nha, đen với trắng dùng cho em. Với giá là 69 nè. Chào lấy kèm màu quá. Bốn tám kèm màu đen trắng 69 nha. Rồi lên liền cho em mẫu 49. Chân váy có quần bên trong tặng mấy chị 49 nè. Có hai con size L. Size L như mấy tình yêu nha. Chào lấy thì chốt liền cho em. Size L dùng cho em. Size L nha cả nhà nha. Chèo lấy thì chốt dùm cho em 49 size L, người ta like 165 ngàn. 165 nha, có hai con thôi. Chân váy có quần bên trong 48 đen là 69 ngàn. 48 đen 69 ngàn cho Nghi Hành. Rồi lên liền cho em mã 50 dùm cho em, size L dùm cho em nè. 49 là lên là thôi. Đó. Rồi lên liền cho em mã 50 size L 49 ngàn. Rồi lên liền cho em mã 50 size L 49 ngàn. 50 size L dùm cho em. Chút liền cho em mã 50 size L. 49 hai con Đằng Lan Hương. Rồi lên liền cho em mã 50 size L dùm cho em. 50 size L trong quấy đen 49 ngàn cho em luôn ạ. 50 size L nha. Rồi em có hai con của Yếm này nè. Em là chỉ có 99 ngàn chút lại để hết nha. Rồi lên liền cho em mã 50 tên Phương Hoàng Thị. Rồi hãy xíu. Rồi lên liền cho em mã 51. Không. Rồi lên liền cho em mã 51, 99 ngàn còn không? Rồi lên liền cho em size L đó, đây là còn 50 Phong Lan. Rồi lên liền cho em mã 51. Mới mã 49 cho em hết rồi. Rồi lên liền cho em mã 51 nè. 51 dùng cho em nha. Với giá là 99 ngàn, đầm cổ yếm dùng cho em. Em lên hàng 139 ngàn đó cả nhà. Mà đâu nó lồi ra ba con á, chứ bữa trước lên khách trước mà không có hàng á. Lên 51. Rồi lên liền cho em mã 52 size S. 51 cho chị Vạn lên. 52 size S quần múa hải xả luôn cho mấy chị 79 nha. 52 size S quần múa 79 nha. 52 dùm cho em. 52 là size S. 51 anh Mai. Rồi lên liền cho em mã 53 dùm cho em nè. 53 xả mấy chị 99 nha. Chúc em mã 53 99 nha dùm cho em. 51 Đông Nhi Khánh Nhi. Rồi lên liền cho em mã dùm cho em 53 nè, 99 nghìn. Trời ơi con này phải chị Dung Lê ơi, em gọi chứ chị Nguyên chiều hôm qua thay bao hết chị hả? Nha, con này mấy chị phải chốt nha. Em lên là hàng 104 đó cả nhà. Ô bữa nay em mất được sale ấy, cái này giá sale đó cả nhà. Chờ lấy thì chốt đi dùm cho em. 51 em hết rồi mà 52 à. Thì cái này là gì như là mất xây ba lỗ đúng không ta? Đúng rồi cả nhà. Dài. Ôi đẹp chưa? Tặng mấy chị 89 ngàn nghe. Thì nào lấy chốt liền cho em mà 54. 53 là vàng à. Ừ. 53 là 99 ngàn. 53 là vàng 99 các bạn lên. 54. Tặng mấy chị luôn 89 ngàn. Tặng Maxi nè. Rồi là Maxi dài nha. Dài cho mình luôn. Có 3 con à. 3 con mấy chị ơi. 3 con ơi nha. Khuôn dài luôn. Đẹp lắm ấy. Cho chị cái con hồng đó đi nha. Con hồng. Chị chọc đi rồi chọn rồi thứ ngày mai em gọi lại chị hả? Rồi lên liền cho em mà ai dùng cho em. Rồi lên liền 54 là màu vàng giúp em à. 54 màu vàng dùng cho em. Đây mấy chị ơi. 69 ngàn em có đen và em có trắng. Đen và trắng nha mấy chị nha. Áo bờ ra ren dùng cho em. Hãy tặng mấy chị 69 ngàn. Cái này hãy về sẵn kho để hãy lên nó cả nhà. Hãy like lâu lâu chị nào em cần thì lấy ha. Cái đó hãy không có đen sắc. Cái đó hãy có màu gì ta. Không rồi, bây giờ có không tìm ra được. Có không có là không có, không có tìm ra được không biết. Rồi chốt liền cho em mã dùng cho em, mã 56 dùng cho em nè. Lên liền cho em mã 56, 59 ngàn dùng cho em áo.
áo cổ yếm dùng cho em, yếm nhưng mà không có hở gì nha mấy tình yêu nha. Mặc lên yếm á là mấy chị mặc áo ngực bình thường, tại vì phía sau lưng của nó không có bị kiểu như là không có sâu quá nha mấy chị yêu nha. Mặc dây trong cũng được luôn, chờ lấy gì chốt liền cho em mã dùng cho em, mã 50-56 dùng cho em, lên liền cho em mã 56 với giá là 59.000 dùng cho em. Áo cổ yếm nha, xinh lắm mấy chị, cái này là theo cho mình này. Theo nha mấy chị yêu nha, mùa này mang sướng lắm. Chờ lấy gì chốt liền cho em mã dùng cho em 56. Lên liền cho em mã 56 cho em 59.000 đi ạ. 56 59.000. Rồi lên liền cho em mã 57 dùng cho em này. Lên liền cho em mã 57 nha mấy chị yêu nha. 57 xem like chấm bài cả nhà ơi, tương tác tên với cả nhà ơi. Có người xem mà chấm tương tác mà chia sẻ like lên cho em mấy chị ạ. Rồi bị hôm qua hàng lẻ nha, cái gì còn một cái em tặng luôn cho mấy chị luôn. Rồi cái này bây giờ mấy chị cắt nút dùng cho em quá. Áo xô dùng cho em, áo xô dùng cho em 49.000. Lên liền cho em mã dùng cho em 58 à. Rồi lên liền cho em mã 58 dùng cho em với giá là 49.000 dùng cho em. Lên liền cho em mã 58 49.000. Chốt liền cho em mã 58 dùng cho em 49.000. Cho được cái chuyện này cũng được. À đây, cục áo phông này. 57 gì đó rồi, lấy áo màu hồng đúng không chị ơi? Ông đúng lậu. Chờ lấy 58, chốt 58. Đơn đi rồi chị Nhi Vương, 58-49.000 cho thu bùi. Rồi lên liền cho em mã 59 dùng cho em, cam và xanh dùng cho em, tặng mấy chị 59.000. Rồi lên liền cho em mã 59 dùng cho em ha. Rồi chốt liền cho em mã 59 cam xanh dùng cho em. 59 cam xanh 59.000 áo phông. Bây giờ tiền trong kho em nó thiệt luôn mấy chị ơi. Phong mà phong tao bao là ok thú bùi ạ. Nha, chờ lấy 59 lên màu dùng cho em. Màu cam và màu xanh dùng cho em với giá là 59.000, cam xanh 59.000, có duy nhất được từng đó đó phải. 59 mấy chị kìa màu lên giúp em cam xanh 59.000. Rồi lên liền cho em mã 60 dùng cho em. 60 quần rinh này tặng luôn 59.000 size S rồi mấy chị. Size S nha, size S nhưng mà size này size to lắm cả nhà ơi, nó tương đương với lại size M nha. Và nó có co giãn cho mình nữa. Chèo lấy thì chốt liền cho em mã dùng cho em này. Mã 60. Lên liền cho em mã 60. Size cho mấy chị 50. Cái đổ lạnh men ok dùng cho em ha. 59.000 dùng cho em. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 60 dùng mã cho em. Mã 60 59.000 lên giúp em mấy chị. Lên liền cho em mã 60 chấm bài đi cả nhà ơi. Biết để like tiếp mà còn không nghĩ mấy bà ơi. Nha. Chấm bài tương tác lên giúp em mấy chị ơi. Lên giúp em mã 60 59.000 ạ. Ai biết hãy xả mấy 60 chị. Thanh Nguyễn. Còn không thì thôi. 60 bạn. 60 cho chị Phương Thi trong đơn với bạn Lê. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. 59.000. Rồi lên liền cho em mã 61 85.000. Rồi lên liền cho em mã 61 85.000 dùng cho em. 60 bình thường. Rồi lên liền cho em mã 61 dùng cho em nè. Lên liền cho em mã 61 85.000 dùng cho em. 61 cho cả nhà nha, 85.000. Lên liền cho em mã 61 85.000. Số 4 tấm lưng là hơn ai con? Rồi lên liền cho em mã 62 dùng cho. Rồi lên liền cho em mã 62 cả nhà ơi. Rồi lên liền cho em mã 62 dùng cho em nè. 62 em tặng luôn 49.000. 62, 61 làm gì có sai mấy chị ơi. 61 cho em đi văn phạm. Rồi lên liền cho em mã 62 49.000. Lên 62 dùng cho em 49.000 dùng cho. 61 hãy 50. 62 49.000 là giúp em chơi đàn hơn ai con? Rồi lên liền cho em mã dùng cho em 63 nè. 63 này em lên qua cái con này cho chị nào đang cần tìm đi đám cưới nha. Sai cho mấy chị nào 52 cái đũa lạc đen ok 139.000 hàng bôn dùng cho em. Mà cái này em có hai con thôi, 139.000 cái này có xỉ nha. Cho chị cái quần hồng đùi đó đi. Rồi lên liền cho em mã 63 dùng cho em hai con. Có cái quần hồng đó không? Rồi lên liền cho em mã 63 dùng cho em. 61 áo mà mấy chị ơi không có sai nha. Áo nó không có sai mấy chị. Rồi lên liền cho em mã 63 dùng cho em 139.000 dùng cho em. Lên liền cho em mã dùng cho em 63. Con này dài qua gối cả nhà ơi. Dài qua gối cả nhà ơi. Qua gối nha. 63 là cho em 139 hả? 139.000 hai con duy nhất con. Dài qua gối hàng nhà buôn. Rồi lên liền cho em mã 64 dùng cho em 39.000. Xanh với hồng. 64 là xanh với hồng nha. Lên liền cho em thiết thiết. Rồi lên liền cho em mã 64 lên màu xanh hồng dùng cho em. Mấy chị thấy không? 64 dùng cho em, cái quần của nó là quần xếp ly. Cái này bữa hãy về quần ống sung á, mà quần ống sung là hàng 129.000. Còn này là quần đùi nè cả nhà. Quần đùi nha mấy chị yêu nha, xếp ly cho mấy chị nè. Cái quần này chắc của nó dài lắm. 49.000.
Cherry Văn Phạm bỏ ra đi nhầm rồi kìa. 61 đâu phải quần đâu chị ơi. Trời ơi, vậy là bị mềm. Sọt nào mà 61. Bỏ ra đi em, bỏ ra đi, nhầm đó. Đâu ra 61 mà ơi, quần đó qua lâu lắc rồi mà. Rồi lên liền cho em mã 64 lên màu hồng với màu xanh giùm em. Lên liền cho em mã 64 lên màu hồng xanh 49.000. 64 lên màu hồng xanh nha, 49.000 giùm cho em. 64 hồng Minh Trang. Rồi 65 giùm cho em, 89.000 của Yếm giùm cho em. Rồi lên liền cho em mã 65 của Yếm giùm cho em. 64 hai màu hoàng mai. Rồi 65 đầm trắng của Yến 89.000. Cái này mà mang đi du lịch thì thôi hết bài nha. Mua 89.000 mấy chị ơi. 89.000 mua mặt rồi thôi khỏi mấy chị. Cho ai cho mấy chị ơi, khỏi phải thanh lý luôn. Nó rẻ quá trời rẻ luôn mà đúng không em mấy chị. Còn bà nào mà chụp hình đẹp đẹp ảo ảo một chút xíu em đảm bảo luôn bán chắc không lỗ luôn. Thanh lý to không lỗ quá thanh lý. Chị nó còn lãi nữa đó. Số 5, 89.000 cho đàn Lê Hương. Còn một cái này. Cái này nồi này rồi. Hồi 66, xả mấy chị 119.000. Số 5 cho xíu xíu. Trời ơi, hàng cam beauty wear nha. 119.000 nốt. 66. Rồi lên liền cho em mà 66, 119 hàng cam beauty wear dùm cho em có con không? Một con duy nhất không biết. Thấy rồi chị cho đi Văn Phạm á. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em 66. 66 là màu hồng 119.000 giúp em ạ. Tao lòi ra mấy cái hàng này đi. Một con không mấy chị ơi, hàng tao đi chi quay nha. Mấy cái này hãy không có sale đâu cả nhà. Nhưng mà anh lỡ 66 cho Ân Nguyễn. 67 này 119.000 luôn. Để với hàng. Hãy gọi là thấy gọi là đỉnh đất cả nhà ơi. Body dùng cho em. Xả luôn mấy chị nốt 119.000 mỗi mẫu có một con thôi. Cái này không có xả đâu cả nhà. Chịu phụ luôn ấy. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em 67 lên màu. Màu kem với lại màu xanh dùng cho em nha. Con này E70 đổ lại dùng cho em. Lên liền cho em mã dùng cho em 67 dùng cho em. Xanh và kem dùng cho em. Xanh kem 119.000. Sao vậy mấy chị cho màu lên giúp em ạ. Rồi lên liền cho em mã 68 dùng cho em 119.000 size M dùng cho em này. Lên liền cho em mã 68 size M. Cái này em chốt một cái thôi nha. Cái này em còn mới vừa em về hàng thêm đó cả nhà. Tại vì mẫu này em lan hết rồi còn một con thôi nè. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em 68 dùng cho em 119.000 size M. Cái này em còn đang về thêm ấy. Nhưng mấy chị ơi nha. Còn một con mẫu lẻ đâu nè. Em xả mấy chị 119.000. Bữa sau về là hàng 139 đó cả nhà một con thôi. Một con duy nhất có phải dùng 119 nha. 68 lên cho em 119 mới vừa xem rồi. 68 cho em chở cho Nguyễn Thị Hình Linh. Rồi lên liền cho em mã 69 dùng cho em 109 nha. Rồi lên liền cho em mã 69 109 dùng cho em. Hãy cởi áo này, hãy mặc áo này cho mấy chị. Em dục hàng cho chị với chụp mấy cái mẫu lẻ hàng nhiều. Đừng có dục quấy, thấy hàng đâu có phải lắm. Thấy không? Áo này nha mấy chị ơi, nha, đưa lên cho em đi. Mấy chị ơi, chấm bài dùng cho em với. Chấm bài đi cả nhà ơi, để lên hàng nha. Cái bà nào khoái mà xả hàng cao cấp này kia ha. Để cho hãy cũng phải có động lực, hãy xả mấy cái hàng cao cấp cho mấy chị mua về mình mặc. Tại vì nó được rẻ mấy chục ngàn nữa. Mà lên 39 size M là cái gì lên 119 thôi. Là mã xanh đó hả? Mã xanh đó hết rồi cả nhà ơi. Phải chi mà mấy chị mà thích những cái dòng hàng mà hàng em like 100 mấy ngàn em xả cho mấy chị qua mấy chị chốt. Mấy gì mấy chị không thích nên là không có dám lên. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em vàng dùng cho em. Mã số mấy rồi? Rồi lên liền cho em mã 70 đi cả nhà này. Rồi lên liền cho em mã 70. Xả mấy chị con này 69.000. Chút liền cho em mã 70 dùng cho em. 70 nha cả nhà nha. 69.000 dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã 70 dùng cho em. 69.000 áo sơ mi kiểu dùng cho em. C
sơ mi nha cả nhà. Chưa chị hy vọng chiều mai em mới gửi chốt đơn à. Rồi lên liền cho em mã 70 dùng cho em 69.000 áo sơ mi đi nè. Lên liền cho em mã 70. Rồi lên liền cho em mã 71 dùng cho em 69.000. 72 con đàn lăng ương, 3 con đàn lăng ương. Lên liền cho em mã 71 69.000 cùng ống suông màu đen. Quần ống suông màu đen nha, lên liền cho em mã 71 69.000. Rồi lên liền cho em mã 71 69.000 dùng cho em. 70 cho Bùi Ngọc. Rồi lên liền cho em mã 71 dùng cho em. 71 nha, 69.000 quần ống suông màu đen. Rồi lên liền cho em mã 71 quần ống suông màu đen chốt mặt đi nha. Mùa này may sướng lắm luôn á. 71 xe Nguyễn Thị. Rồi lên liền cho em mã 71 dùng cho em 69.000. Rồi 72 dùng cho em áo tơ tầng dùng cho em 79.000. Lên liền cho em mã 72 79.000. Lên liền cho em mã 72 dùng cho em. 71 Đoàn Lan Hương. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em 72 dùng cho em áo tơ tầng nha. Hàng này là hãy lên là hàng 129.000. 129 nha, hôm nay xả mấy chị 79.000 chút lẹ. Hai con. 32 Bùi Ngọc. Rồi 73 dùng cho em 69.000. 73 69.000, 6 và trắng dùng cho em nè. Rồi lên liền cho em mã 73 69.000. Em có 6 và em có trắng, mỗi màu có 1 con. Xả luôn 69.000. 73 cho em màu xám trắng 69.000 cho em ạ. Nhưng mà chết là mặt đường bên này sao được màu em xả đây em cũng thấy vậy. Không bao giờ trộn đủ đơn để đi. 73 xám trắng hay màu cho Nana. Rồi lên liền cho em mã 74 dùng cho em 79.000 size L dùng cho em. Lên liền cho em mã 74 size L dùng cho em. 74 size L nha, 74 size L dùng cho em. 74 size L nữa chị. Lên liền cho em mã 74 size L dùng cho em. Em có 2 con size L này. 74 xây lờ nha, em tặng luôn 79.000. 74 thu mùi, 74 cho Nana. Rồi 75 em có xanh cốm với là kem em đang mang 109.000. Hàng lộ 1 nha cả nhà nha. Không phải là hàng thun nha mấy tình yêu nha. Vải chuẩn của bạn bạn Huyền bán, Huyền tép mặt luôn á. Nha mấy chịu nha. Rồi lên liền cho em mã 75. 75 lên màu, màu cốm với màu kem dùng cho em ha. Cốm và kem dùng cho em 109.000. Rồi con này mấy chị ơi, hàng đất của Nhải luôn á, hàng hãy nhập vô một chơi 100.000 ha, hãy xả luôn cho mấy chị nốt 79.000. 76 dùm cho em. Lên liền cho em mã 76 79.000 nhưng mà sai cho mấy chị 50kg đổ lại thôi nha. 75 xanh cốm 109 cho Huỳnh Trang. Ôi ơi, cái con này nó rất là đẹp luôn á, hàng đất á cả nhà ơi, mãi phải xả cho mấy chị nha. Giờ lấy thì chốt liền cho em mã dùm cho em 79.000. Lên liền cho em mã 76. Đấy mấy? 76. Lên liền cho em mã 76 đi cả nhà. Rồi lên liền cho em mã 77 dùng cho em. Lên liền cho em mã 77, 79.000 dùng cho em. Lên liền cho em mã 77. 77 nha cả nhà nha. 79.000 áo kem dùng cho em. Áo kem này em ghi nhất là cái chữ phía sau này. Nhưng mà cái hàng này em hết rồi nha mới chịu nha. Hết sạch luôn rồi còn một cái duy nhất luôn á. Của khách không có đủ đơn thì em xả ra. Giờ lấy thì chốt liền cho em mã đi cả nhà. 77 nè. 77 đi cả nhà ơi. 77 79.000 lên giúp em ạ. Đó xem ra tương tán lên giúp em đó mấy chị ơi. Này còn nha. Rồi 78 dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã 78 nha mấy chị ơi nha. Rồi lên liền cho em mã 78 dùng cho em. 78 dùng cho em 79.000 có bộ duy nhất à. Cái này hết rồi em. 77 thương mỹ mối hay không? 78 dùng cho em một con duy nhất thôi. 78 nha mấy chị ơi nha. Lên liền cho em mã 78 79.000. 78 Diễm Phúc. Rồi lên liền cho em mã 79 size XL dùm cho em 49.000. Rồi lên liền cho em mã 79 49.000 size L. 79 dùm cho em. Lên liền cho em mã 79 49.000 size L. 79 đi cả nhà, 49.000. Lên liền cho em mã 79 size L chân váy công sở. Rồi lên liền cho em mã dùm cho em nè. 50. Lên liền cho em mã 50 nha cả nhà nha. 50 dùm cho em. Chút liền cho em mã 50 49.000. 79 cho bé chút. Rồi lên liền cho em mã 50 49.000 dùm cho em.
50 dùng cho em. Đâu cỡ như này. Lên liền cho em mã 50 đi cả nhà, 49.000 đi. Rồi lên liền cho em mã 51 nè, xả luôn cho mấy chị 51 này 89.000 nè. Không ai lấy em mặc nha. 51 dùng cho em 89.000 vô hàng. 50 ghi lộc. 51 này em nhập đắt nè. 51 này nó không phải là hàng kia đâu cả nhà. Hàng này em nhập được trước nha. Đắt hơn tận 50.000 một cái luôn á. Bây giờ em xả mấy chị 89.000. 51 89.000. Cái này like nó còn một cái thôi. Rồi 52 dùng cho em nè. Xả luôn cho mấy chị 79.000. 52 79.000 lên 51 lên Nguyễn. Bữa nay nó thật luôn lên mông nha cả nhà nha. Không đụng vô cái mẫu nào, không có cái mẫu nào mà dưới 100.000 một cái cả nhà. Cái nào cũng phải là trên 125.000 nha mấy chị nha. Những con áo lên kiểu á cả nhà. Còn mấy cái lên mà hàng lô thì nó khác nha. Còn cái lên mà mẫu mà mấy chị mẫu đẹp này kia, không có cái nào mà dưới 100.000 cả nhà. Trên 100 hết á, bóp hàng là trên 100 hết luôn cả nhà. Lên liền cho em mã dùng cho em năm mấy nha. 52 đi cả nhà. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em 53 dùng cho em. 53 một con đầm sơ mi nha. Đây nè mấy chị, nó bị ở đây một chút xíu. Xíu thôi nhưng mà không phải bị rách nha mấy chị nha. Kiểu như nó bị dính keo quá phải nha. Dính keo nha mấy chị. Năm 2 bà dính cho Kim Linh. Rồi lên liền cho em mã 53 đi. Hãy xả luôn cho mấy chị con này 69.000. 53 69.000. Lên liền cho em mã 53 69.000 dùng lại đi. 53 69.000 dùng cho em. Lá liềm cho em ở 53, 69.000. 53 dùng cho em. Trời ơi. 53 cho Linh rồi. Rồi chốt kiểu gì đây. 54 lên size nha. Đủ size SML luôn 89.000. Thôi giờ em là em có đủ màu mấy cái màu kia đó. Bây giờ em lấy thêm màu đen nữa nha. 54 lên size SML dùng cho em 89.000. Đẹp quá. Lên liền cho em mã 54, 89.000. Hải Lai là 125 nha. Chân váy, là quần chữ A cả nhà. Quần á, nha mấy triệu nha. Lên size 52 là cái nào? 52 là cái trắng á. 52 là 79.000 á. 54 cho xíu xe. 52 là 79.000. 54 xe L lên 14 hay không? 54 đi cả nhà. Rồi lên liền cho em hả dùng cho em. 52 không có, 52 chỉ có một con thôi. Rồi lên liền cho em hả dùng cho em. 55 dùng cho em. 55 này em có size M. Chúng tôi size M thân mơ hàng thầy. M và L nha, L chỉ có một con thôi, còn lại M nha. Cái này em bán cho mấy chị 89.000, mấy chị mua đi. Hàng đắt của nhà, cái này là hàng của nhà em, là hàng châu nha. Quần rinh hàng nhập luôn, hàng châu chứ không phải là hàng tao bao nữa cả nhà. Hàng châu nha, cái phôn quần của nó mặc lên rất là đẹp luôn. Mùa này mấy chị mặc với áo ba lỗ á. Cái con áo mà ba lỗ mà xét vô đây nè, mặc với cái quần này đẹp lắm á cả nhà. Đây, mấy chị nhìn cái hình quần ở dưới của nó đi, nào đẹp lắm. Lên liền cho em mã dùng cho em 54 hả? 55 dùng cho em. Lên liền cho em mã 55. 55 nha cả nhà nha, 55 lên size dùm em. Size S, size M, áo lộn size M, size L thôi cả nhà. M, L, một con L thôi còn lại M. Rồi lên liền cho em mã 55 lên size M, L. À, chị còn áo thun ngu xì không chị ơi? Còn mấy mẫu này, cho chị mấy con này không nè. Mấy con mà tay ngu xì hay 55 size M thì Linh Nguyễn. Anh cắm Linh luôn đi anh. 55, 89. M, một con L thôi cả nhà. 55 size M, Hải Nam Nguyên. Cắm pin luôn. Rồi 56 dùng cho em. Rồi lên liền cho em 56 này. Tặng luôn cho mấy chị 79.000. 56, 79.000 dùng cho em. Trời ơi mấy cái phong này nó đẹp lắm á cả nhà. Nó xây mờ cái gì hả? Không là nhà chị bán vài chục ngàn thôi. Nhưng mà đảm bảo mấy chị luôn á. Hàng siêu đẹp luôn. Rồi lên liền cho em 57, 55 xây lờ cho Dung Nam Bi. 56 đúng không? 79.000. Đây có cái quần ống len này. Chừng này quần đắt á, size L này chị Ánh Mai lấy không? Cái này hãy xả với chị luôn, 109.000. Size L hàng tan hồng này đắt. 55 size M mai nữa. Tan hồng này mấy chị order ở trên Shopee hoặc là ở trên Tốt á. Mấy bạn toàn like 350 không? Trên 300 không á cả nhà. Trên 300 nha, hãy xả với 109.000. 56 bao nhiêu? 56 là
79.000. Không, cái này nó không lan nha, nó là sung á chị. 564 con nè Lan Hương. Cái này là sung, sung size L109 này nè, hải lai đắt lắm luôn, hải lai 175.000 hay sao á. 175 hay là 165 gì đó, hải lai 109.000. Nó là sung á chứ không phải là lan, sung. Một tốt nè. Đúng rồi. Rồi cái này hãy xả luôn cho mấy chị luôn nè, 99.000. Em có số ngoại 5 em. Rồi cái này em có M và em có L nha. Rồi lên liền cho em mã chân váy lên size ML 99.000 luôn. Chân váy lên size ML 99.000 nha. Chân váy 149.000. Bây giờ bấm bụng xả luôn cho mấy chị luôn, 99.000 đó. Em có một con L, 3 con M. Giờ lấy chút em mã chân váy đi cả nhà. Chân váy lên size dùng cho em nha. Em có size M và size L. Chúc em mã chân váy kèm size. Chân váy kèm size dùng cho em. Thầy Tú ơi, lên cái con này nè. Cú lai á. Màu xanh có hết rồi đúng không? Thầy mấy chị, hình như số không thấy. Chị Thủy Nguyễn Thị Hồng ơi, vừa rồi em gọi em chốt lại cái đơn hàng cho mình, nhưng mà chị báo với em là bên em chị không có đặt gì hết chị ạ. Trời ơi, mua hàng không nhớ làm sao người ta chốt được bà ơi. Chú bán xe lờ 10 ngọt 99.000. Làm như vậy rồi sao ai dám bán hàng. Bây giờ chốt cho mấy chị không có hàng để chốt nha. Tới lúc chốt cho chị xong rồi ngày mai gọi chị kêu là chị không có đặt cái gì hết, thành ra phải xả cái đơn đó. Trời ơi, đỉnh 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 nha. 139.000 xây mờ. Lên liền cho em mở. Chú bán xe mờ hãy năm nguyên quá mấy. 139.000 cái đàm thiệt luôn á. Nha cả nhà nha. Rồi lên liền cho em mở váy nâu 139 xây mờ dùm cho em. Xém thiệt luôn. Chú bán xe mờ bùa công anh. Không thể tin được cái váy này bán 139.000 đó cả nhà. Lấy đi cả nhà, ôi trốn đi. Hồi tối em quên lấy cái hàng này. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã váy nâu size M dùng cho em 139.000. Biết quá trời. Chúng váy em chỉ còn một con xe hết thôi mấy chị ạ. Chúng váy có S kìa, chị nào lấy S chút S. Rồi lên liền chị Nguyễn Thị Hồng, vừa rồi em là người gọi cho mình luôn á chị ạ. Rồi lên liền cho em mã váy nâu dùng cho em, váy nâu. Đúng rồi chị mua của em hoài nhưng mà tự nhiên lâu lắm rồi chị mới gọi, chị muốn mua lại nên em phải gọi chốt đơn cho mình đó chị ạ. Chốt đơn xong cái bà kia bà không chốt gì hết, buồn lắm luôn á. Chứ em như vậy em làm mất một khách em cũng tiếc lắm á chị. Rồi lên liền cho em mã váy nâu size M dùng cho em. Nâu size M nha, 139.000 lấy đi mấy chị. 139.000 em cầm cái váy lên. Nâu chị chắc chị Thúy Nguyễn. Em còn không tin được giá đó luôn á. Đừng nói gì mấy chị nhận hàng về nó đẹp lắm, nặng bấy hề. Nặng chịch hà, cái đầm nó rất là nặng luôn. 139.000. Nâu thích Vương Hoàng Thị. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em nè. Rồi lên liền cho em mã. Nâu Hoàng Thị Thanh Minh. Rồi lên liền cho em mã xếp dùng cho em nè. Xếp nha cả nhà nha. Nâu cho thì Thanh Nguyễn. Rồi lên liền cho em mã xếp nè. Xả luôn cho mấy chị luôn, xếp này luôn. Xếp. Nâu Lâm Diệt. Cái này em nhỏ con còn trên chị không. Xếp dùng cho em xả luôn 79.000. Tay khoát nè, khoát này còn. Váy nâu 1.79 cho Tâm Jerry. Phóng này còn 1 à. Rồi lên liền cho em mã khoát 119 ML. Xếp nâu được Lan Hương 79. Rồi cái này lên liền cho em mã khoát dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã áo khoát chống nắng dùng cho em. Con này nó có một lớp nhưng mà nó chống tia UV luôn á cả nhà, hàng xịn á. Hàng này hàng xuất Nhật đó cả nhà. Hàng của mình xuất Nhật đi nha. Xuất đi Nhật đấy cả nhà nè. 119.000 lên liền cho em mã áo khoác dùng cho em. 119 dùng cho em. Lên liền cho em mã áo khoác 119.000 một con thôi. Cái gì thấy mình mua hàng của Nhật không? Là hàng Việt Nam của mình đó mà chị, made in Việt Nam á. Nha, mà có nhiều bạn order từ bên Nhật về đó cả nhà. 500.000 một con. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Xếp nâu còn không nha? Em kệ còn. Em cái kệ nó còn cái xếp thun gì lại. Rồi lên liền cho em mã khoác dùng cho em. Khoác nha cả nhà nha, 119.000. Cái gì mà xinh thế mấy chị, năm nay sao tự nhiên em thấy hớt yếm ghê đó mấy chị. Tự nhiên bữa nay nha, lớn tuổi cũng thích mặc yếm nha,
yếm yếm rinh đó cả nhà, siêu hot luôn. Cái này là rinh này cả nhà, cái này mấy chị mặc dây cũng được, mặc yếm cũng được nha, mặc dây cho nó đẹp. Cái này mặc dây đẹp ha, nó sẽ khoét hai cái eo của mình nó tặng luôn còn mấy con này. Còn ba con, quá thân cơ mà này, quá con lê rinh 69.000 lên liền cho em mã rinh 69.000 có được ba con rinh 69.000 cái này lại ha em. Lên liền cho em hả? Lên liền cho em mã 69.000 có ba con á, hàng tao bao á. Rồi lên 69 cho nó cái đi mẹ hai con. Rồi 89.000, lên liền cho em mã vàng 89.000. Vàng 89.000, cái này hàng lựa 1 nha, hàng em lên là hàng 139.000. Hôm nay em tặng 89.000, chị nào lên nhanh thì có nha. Rồi lên 69.000 cho chị à. Vy Vy. Rồi chút ai mà liền dùng cho em này mấy chị nè. Chút liền cho em mã xếp vàng, cái này là nó là màu xanh cố mất cả nhà, màu cốm cốm vàng vàng nha. Vàng còn hả nha. Rồi 89.000 một xếp đi. Vàng 89.000 cho Hoàng Vinh Trần. Rồi cái này lên liền cho em mã xanh 89.000, xếp ba lỗ dùng cho em. Xếp tam tốt nha, xanh 89.000 một xếp duy nhất. Xanh 89.000. Vàng 4 xếp được Lan Hương. Rồi 89.000 luôn, lên liền cho em mã dùng cho em nè. Xanh nó có một bộ cho đằng Lan Hương á. Rồi cái này lên liền cho em mã đen dùng cho em 89.000. Đen 89.000, đen này là 139 đó mấy chị, nó còn lẻ lẻ một bộ hai bộ em xả hết đó. Đen 89.000 hai bộ duy nhất. Lên liền cho em mã dùng cho em nha. Lên liền cho em mã đen. Ủa ôi, hồi xíu lấy bộ mà 89.000. Đen hai xếp cho đằng Lan Hương. Rồi lên liền cho em mã trắng 89.000. Còn có hai xếp thì đằng Lan Hương á. Chị nào lấy xếp trắng này đi cam kết với bà luôn nha, bán 89.000 không lãi 1.000 nào hết luôn. Xếp trắng nha, cái quần nè y như cái chân vái vậy đó, mông to đùi to đều mang đều đẹp hết á. Kèm cho mình áo nè, trời cái vải đúng đẹp luôn á. Lên liền cho em mã xếp trắng dùng cho em 89.000. Trắng dùng cho em 89.000. Cuối làng cái đầm hoa, cái đầm hoa bán 175.000 nè. Hoa dùng cho em nè, xả luôn cho mấy chị 89.000. Có cái quần bên trong á, size M. Rồi lên liền cho em mã hoa dùng cho em. Trắng như Dung Nhi. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em, váy hoa dùng cho em 89.000 size M. Trắng như Dung Nhi 4 xét. Cái này là nó có quần bên trong cho mình. Quần nha mấy chịu nha, coi là Hải Lai là 179.000 á. Quần trước hình như chị còn cái xếp mà phải tiệt theo 69.000 như trong cái góc này đúng không nhỉ? Còn không? Cái hình mà có cái trái tim á. Còn đang giữa. Trắng như Linh Lam. Xếp trắng cho Thảo Giang. Còn nữa không? Hai cục thôi. Thôi, tao chính như Hiền Hiền. Rồi cái này phải chốt nha. Cái này mỗi chị phải mua mỗi bộ nha. Này đoàn em Hương lấy 5 bộ, 10 bộ gì đi em. Mà nó chỉ có 2 cục thôi. 69.000, bất ngờ luôn á. Đây này, hàng nha. Nhà hờ hờ này nè. Hờ hờ nha, bộ nhà hờ hờ này. Bộ nhà Hoa Huyền Studio á cả nhà. Hoa Huyền á nha cả nhà nha. Bộ hôm này đẹp lắm. Màu kem với màu đen. Nhìn cái quần là biết uy tín rồi nha. Cái quần của nó là quần rút như thế này là mấy chị biết hàng uy tín rồi nha. Còn hàng thường nó không có làm như cái quần rút như thế này đâu cả nhà ơi, thật sự luôn. Em có đen và em có kem và em có tám luôn. Tám có bộ thôi cho đoàn Lan Hương này. 69.000 lên màu đen với màu kem, đùm kem. Mấy chị nhìn cái quần là mấy chị biết hàng nó phải như thế nào người ta mới bán được mấy chị ơi. Hàng nhà Hoa Huyền nó làm rất là đẹp luôn ha. Dây của nó là dây rút nè. Dây rút nha mấy chị nha. Rồi lên liền cho em đen và kem dùng cho em nè. Đen kem dùng cho em. Đen kem nha, 69.000 thôi chút lại để hết mấy chị ơi, hết rồi. Mấy giờ đây. Này cái này có một sáu thì cho đoàn Lan Hương luôn ha. Chút cho đoàn Lan Hương một cái sáu thôi. Em dục cho anh kem cho. Lấy 69.000 bây giờ. Một đen
năm đen năm kem cho là một sáng luôn á. Đây có một sáng phải cho em luôn nè. Rồi cái này lên cho hải nè. Cái này hải sản luôn với chị 119.000 luôn, có ba con luôn. Cái này không phải là giá cả đâu mà cái này hải bốc được sale á cả nhà. Con này được chứ hải lai là 169.000 á. Hải lai là 169.000 á cả nhà. Đen 69.000 làm. Hải lai là 169.000 á, xong hải bóp được sale á, hải sale, hải ôm được sale nhiều lắm luôn. Hải về hải còn được 3 con, cuối cùng 119.000 nốt luôn. Kem 69.000 liền. Rồi lên liền kem mã váy 119. Rồi lên liền kem mã váy dùng kem 119.000. Kem 69.000 tôi nặng hơn. Size M nha, 119. Kem 69.000 màu nâu. Bên chỉ còn bộ đen 69 thôi à. Rồi em còn bộ đen cả nhà, một bộ đen duy nhất á. Bộ đen này nè. Rồi lên liền kem mã váy nâu dùng kem nè. 119.000 dùng kem. Size M nha, chị nào lấy đi, con này đẹp lắm á. Bộ em mới lên mã váy nâu 119 em nha. 119.000, xinh lắm. Lên liền cho em mã váy nâu liền cho em 119.000. Rồi quần này em có một con size L này 89.000. Rồi lên liền cho em mã quần size L 89.000. Quần size L dùm cho em 89.000, có một quần thôi. Nhà lấy quần kia quần size L 89.000 dùm cho em. Chốt liền cho em mã quần 89.000 size L. Quần nha 89.000 size L có một quần thôi cả nhà. Một quần duy nhất luôn. Quần xe lờ cho hàng Vinh Trần. Alo, ola. Mấy chị ơi, chờ tặng như thế nào đây? Em lấy bộ thùng cái mình tặng em. Đây, bây giờ xả cái này bao nhiêu đây nè, mới là thành vấn đề nè. Cái này hàng ta bao á, mấy chị. Nó có một con ghi lê nè. Cái này nhà em cắt hàng bôm, chắc nó nhét ở trong tay á cả nhà. Một con thôi, hết rồi cả nhà ơi. Xả luôn cho mấy chị con này 119.000. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã váy dùng cho em ha. Kèm cho mình một con ghi lê nè. Ghi lê của nó là hàng hai lớp nè. Cái này là hàng em bán Tết á cả nhà ơi. Hàng bán Tết nó có một con thôi. Ôi nó cái này hàng bán Tết cắt bôm ra nó có cả nhà. Váy hoa size S dùng cho em. Hoa size S dùng cho em 119.000. Lên liền cho em mà váy hoa size S. Váy hoa dùng cho em cho chị Hoàng Linh Trần 119.000. Váy 119 cho Hoàng Linh Trần. Rồi lên liền cho em mà váy hoa dùng cho em. Váy hoa 119.000. Hoa như hàng đó hàng bán Tết đó cả nhà ơi. Chắc là em đắt ở trong hàng bôm ra. Hoa size S cho chắc yên rồi. Rồi 99.000, lên liền cho em mã số 8, 99.000 dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã số 8, 99.000. Số 8. Số 8 nha, 99.000. Rồi lên liền cho em mã số 8, 99.000 dùng cho em. Số 8 nha cả nhà nha, 99.000 có mấy bộ thôi. Cái này là hàng 140 đó. 99.000 luôn. Rồi lên liền che mã hổ dùng cho em. Rồi lên liền che mã hổ nè mấy chị. Bộ số 8 là hơn ai bộ. Rồi cái này lên liền che mã hổ dùng cho em. Xả luôn 89.000. Hổ 89.000. Lên liền che mã hổ 89.000. Hổ 89.000 này nó có lẻ nè em. Có cả le nè. Hồng đùi 2 bộ. Số 8 nha Nguyễn Lê thật không? Cái này xếp vào số 8 cho mèo nâu. Cái này mỗi thứ có 3 bộ 2. Hổ 89 cho Dung Nabi. Hổ 89 cho Bèo Nhân Danh. 89.000, bà nào ưng ôm thì ôm, hoặc là chị nào ưng lấy màu gì của mình màu đó dùm chứ. Hồng xanh nè. Hồng xanh le vậy em bán đại 89.000. Trời ơi, hồng xanh le gì em cho ôm lại luôn. Cái này là em lên là hàng 100,
39 này, cái này là 149.000 cái bộ hồng này. Rồi cái này có nhiều em lên ha, cái này có được 5 bộ này. Rồi cái này lên liền cho em mã cốm dùng cho em 99.000. Cốm 89.000. Rồi lên liền cho em mã cốm 99.000. Cốm dùng cho em 99.000. Ôm 89 cho Đà Lạt Hương. Ê bộ này đẹp nè mấy chị ơi, bộ này chị nào có con trai á mà tầm khoảng học cấp 2 á mấy chị nha, mặc cũng được luôn á. Đây nè, cái bộ này xinh lắm luôn á nha, chị lấy cốm ghi cốm dùng cho em đi. Cốm nai nè mấy chị, chị nào có con gái, bây giờ con gái cũng đẹp, trai gái gì mà em được hết. Cốm 99.000. Lên liền cho em mã cốm 99.000 dùng cho em. Cốm 99.000. Nhỏ này có mấy cái áo phông đôi dài nó dục cho chị ở đâu nữa nè. Dưới dưới nè. Rồi áo phông này bộ màu xanh cốm lên cho em 99.000 à. Phông nha, xả luôn mấy chị 59.000. Áo phông 59.000. Lên liền cho em mà áo phông liền cho em 59.000. Tốn như bèo danh danh. Là màu xanh hồng 139. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Màu xanh hồng 139. Xanh hồng 139 là cái nào chị ơi? Con chú chính như là Lan Hương. 99 nè. Có 89 mà hết còn. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Lên liền cho em mã áo phông 59.000. Còn phông 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 59.000. Rồi cái này em có size L nè. Em xả mấy chị 139.000 nha. Cái này mình bắt 139 một set thôi. Rồi lên liền cho em mã set 139 dùng cho em. 139 nha, một set duy nhất thôi cả nhà ơi. Không 50, có 49 cho Lê 100. Rồi cái này lên liền cho em mã dùng cho em. Thì cũng mấy bà ơi, mua hàng nhớ nghe máy đi cả nhà ơi. Còn kỳ nào không nghe máy được ấy, mình nhắn tin vô địa chỉ xong mình chuyển khoản nhà đi đơn. Không 59 cho Lê hình nha. Em bán hàng mà em thấy mấy chị là không nghe máy với lại bôn hàng này kia mà vô mua cái em tiếp cả nhà em, hàng em còn đây mà không chốt được. Tốt không? Hàng thì còn đây. 6139 cho Kim Trinh Đan. Hàng thì còn đây mà không có chốt được cho khách. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em 79.000 nè. Xếp vải lên nền dùng cho em. Xinh lắm ấy, 79.000. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em nè. Nhưng mà con này mấy chị mặc size S đổ lại thôi nha, S. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em, set dùng cho em nè, 79.000 dễ thương lắm. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em, set 79.000. Mấy chị lên mã set 79.000 cho khỏi bị nhầm mẫu giúp em chưa? Test thôi á chị lên mang, chị luôn mua cho đây à. Lên liền cho em mã set nâu đi cả nhà ơi, 79.000. Set nâu 79 nè Lan Hương. Dạ, cho mình giúp em mà xếp nâu 79 ngàn chưa? Ngồi nó còn hai cái váy vàng mà. Cái vàng mà nó bọc này còn hai cái ngồi đó nè. Ở ngồi thì quên thấy dục rồi đó mà. Rồi lên liền cho em mã xếp trắng dùng cho em 139 ngàn. Lên liền cho em mã xếp trắng 139. Xếp này mùa này may sướng lắm á cả nhà. Thiệt sự luôn. Phải nó đẹp lắm luôn hàng này. Dây của nó là dây rút ở đây nha mấy chị nha. Nút là nút bọc nè. Nhà hờ hờ dùng cho em vải rất là đẹp luôn. Cái này hãy về lần thứ 3, lần thứ 4 rồi đó nha. Nên mấy chị đây của nó tan tác này nha mấy chị nha, kèm cho mình áo này 139.000. Chờ lấy chốt liền cho em mã xếp trắng 139 dùm cho em. Lên liền cho em mã xếp trắng 139. Xếp trắng dùm cho em 139.000 dùm cho em. Rồi cái này lên liền cho em mã váy nơ 79.000 dùm cho em. Rồi lên liền cho em mã váy nơ dùm cho em. Váy nơ nha 79.000. Váy nơ dùm cho em 79.000 dùm cho em. Rồi lên liền cho em hồng cái máy mà nó cái nút bọc ngoài này nè. Hàng 139 mà thì nhà hồi hồi này có việc trên cái lô này nè. Cái vàng hoa theo á. Sẽ chấm 139 cho Xuân Vinh Trường. Chị thấy nó có đâu mà hai xếp chị em dục ở ngoài. Rồi lên liền cho em mã váy xanh nơ dùng cho em 79.000. Xanh nơ 79.000 dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã số 1 đi cả nhà. Mã số 1 nha mấy chịu nha. Lên liền cho em mã số 1 size M dùng cho em nè. Lên liền cho em mã số 1 size M 99.000. Mã số 1 size M dùng cho em 99.000 dùng cho em. Mã 1 size M lên bộ nữa mấy chị hàng cho em con, em còn bộ thêm không? Còn bộ thu mông em. Rồi lên liền cho em mã số 1 99.000 size M dùng cho em.
Mã 199 ngày xây 1, cái set này đẹp lắm á chị. Số 1 cho Kim Yến Nguyễn. Em nói tính rồi. Chứ mà nhà kiểu Kim Yến Nguyễn lấy cái một bộ công anh. Mã số 2 139 ngàn nhà hờ hờ luôn. Cái này các bạn order 250 nè. Là giá sỉ nha, chưa nói giá lẻ nha. Đây cả nhà, mã số 2 nè, 139 ngàn. Hai con duy nhất. Cái này em về tổng cộng là 3 đồ nha cả nhà nha. Hơn 100 con hết rồi đó cả nhà. Hai con cuối cùng 139 ngàn. Rồi lên liền cho em mã dùm cho em mã số. Số 1 Duy Lộc. Số 2 dùng cho em, hàng nhà hồ hồ luôn, cũng tan mát cho mấy chị luôn ha. Chữ này lộ 1 nha, 139 ngàn. Rồi hàng bôn dùng cho em, hàng bôn váy xanh này. Số 2 nhé, cái Duy Nguyễn 139 nha, hàng lộ 1 cho mấy chị luôn, hàng 2 lớp nha. Hàng lơ nắp là nó chỉ làm 1 lớp thôi, nó không làm 2 lớp. Đây là hàng bôn nè cả nhà nha. Size của Hải đang cầm là size S. Số 2 Duy là 139. Rồi lên liền cho em, mã số 3 dùng cho em. Mã số 3 129 nè. Rồi lên liền cho em mã số 3 129 dùng cho em. Đây à, tan xanh. À mình còn đầm thun không nhỉ? Áo lòng áo thun mà tan u xì màu xanh á. Ngày mặt chiều chị lọc ra cho thì. Thôi nhận hàng rồi đúng không? Đảm bảo đẹp mà. Rồi lên liền cho em mã số 3 dùng cho em. Hàng nhà bôn dùng cho em nè. 52kg đổ lại mang ok dùng cho em. Lên liền cho em mã số 3. Mã số 3 đi cả nhà ơi, 129 nè. Lên liền cho em mã số 3, 129. Lên liền cho em mã số 3, mã số 2 hãy hết rồi cả nhà ơi. Lên liền cho em mã số 3 dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã số 4 dùng cho em. Chút liền cho em mã số 4, 79 ngàn. Số 3, 139 cho cái chia vỏ. Rồi lên liền cho em mã số 4 dùng cho em. Chị nào bán shop lấy mấy cái hàng nhà bôn đó, bán mấy chị giá rẻ mà đẹp lắm luôn á. Rồi lên liền cho em mã số 4, 79 ngàn. Mã 4 dùng cho em. Lên liền cho em mã số 4 áo phong dùng cho em. Chút liền cho em mã số 4, mã 4 nha, 79 ngàn dùng cho em. Chút liền cho em mã số 4. Con này em còn một con nè mấy chị. Siêu phẩm nè. Số 5 size S 159 ngàn. Lên liền cho em mã số 5 size S nha. Hàng lộ 1 luôn. Hàng chuẩn cho mấy chị luôn nha. Số 4 5 con cho Đoàn Lan Hương. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã số 5 size S dùng cho. Số 479 cho Nhung Nguyễn. Số 5 size S nha, một con duy nhất luôn, 159 ngàn một con thôi cả nhà. Lên liền cho em mã đi cả nhà. Mã số 5 159 ngàn. Rồi lên liền cho em mã số 6 dùng cho em. Chốt liền cho em mã số 6 nha mấy tình yêu nha. Tặng luôn mấy chị con này 119 ngàn có con. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Lên liền cho em mã nha cả nhà nha. 119 ngàn luôn, đầm hồng. Cái này là vừa bán vừa tặng đó nha, hàng 165 ngàn đó. 165 nha. Không, mà số 5 là 159 và số 6 là hồng. Số 6 149. 119 ngàn. Số 6 119 cho Hiền Hiền. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em, mã số 7 dùng cho em. Lên liền cho em mã số 7 nha, xả luôn cho mấy chị con này 89 ngàn. Tới mã số 7 89 mang đi chứ. Mã số 7 này đẹp lắm luôn á cả nhà. Lên liền cho em mã số 7 89 ngàn dùng cho em. Để dụ cho chị cái đàn hồng này đi. Sáu là cái màu đó mày. Số 6 hãy hết rồi mấy chị ơi. Rồi lên liền cho em mã số 7 đi cả nhà ơi, 89 ngàn áo dùng cho em. Mà mỗi thứ một con đó nè. Rồi lên liền cho em mã số 8, 85 ngàn. Số 8 đi 85 ngàn mấy chị ơi, áo màu cam dùng cho em. Cái này em về hàng chuẩn đó cả nhà. Cái này đợt trước về nhiều quá. Hết rồi. Hai con. Hai con nha, giờ lấy chút thì dùng cho em. Số 8, 85 ngàn là giúp em ạ. 85 ngàn, có 2 con. 8 ngàn Huyền, 8 ngàn Loan Hương. Chỉ sao mà em bị sốt cái con này mấy chị ơi. Mã số 9 dùng cho em, 139 ngàn. Lên liền cho em mã số 9, 139 là Maxi Xanh dùng cho em. Maxi Xanh nha. Trước về không có hàng nữa đâu.
Trước thì không có hàng để like mà hàng lên nha, không có được đẹp như này đâu. Đúng rồi Hương. Xanh là xanh nào ta? Không 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 phải đâu. Tại Lê Hương nghĩ là xanh này nè, nhưng mà xanh này mình khác đấy. Mà số mấy hả? Số 9 dùng cho em 139 nè. 8 cho Ngọc Diễm. Thắng là cái này. Ủa em thấy gần Lê Hương chút cam nè. Ủa chứ lên xanh rồi ta? Cam nữa. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã số 9 dùng cho em 139 nghìn. Chính như cái ti vỏ. Số 9 139 chốt đi mấy chị. Số 9 này đẹp lắm, còn 3 con cuối cùng. Chính cho nào bì. Chính này là này là bán lỗ thiệt nè. Này bán 69 nghìn, lỗ sắp mặt lờ luôn. Rồi lên liền em mã 69 nghìn. Cái này còn không ta? Chị Mèo Nâu ơi chấm đi làm xíu em báo cho chị nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã mấy em. Mã số 10 69 nghìn một con. Cái này nhà cô đắt, cô là đắt luôn. Lên liền cho em mã số 10 đi cả nhà. Mã 10 nha, có con rồi 69 nghìn. Rồi 11 dùng cho em nè. 10 69 cho Minh Trang. Rồi lên liền cho em mã 11. 11 này em tặng luôn cho mấy chị luôn 69 nghìn. 11 nhưng mà size S thôi nha, bạn nào mặc size S thôi. 11, 69 nghìn. Lên liền cho em mã 11 dùng cho em. Có cái này cho nó có cái gì nữa. Cái đường đó kìa, cái đường này cho em ngồi đó có cái hàng gì giúp. Nó hàng nguồn rinh, hàng lâu rồi. Mấy chị lên đúng mã thôi chứ em mấy chị hả, đừng lên mã 69 con ạ. Rồi lên liền cho em mã dùng mà cho em. Mã bộ sách màu hồng là mã 11 ạ. 11 dùng cho em đi cả nhà. Lên liền cho em mã 11, 69 nghìn. Con này không nghe máy gì hết trơn mấy bà ồ ấy. 11 Đàn Lan Hương. Lên 11 đi cả nhà ơi, 69 nghìn. Trời, còn bộ thương không được ở đây. Cái này gì chứ? Cô cha. Giờ lên cái này là tí thiệt luôn á. Xả luôn cho mấy chị cái con này 89 nghìn này. Mã 10 12, 89 nghìn, hàng LNG. Chị nào bán sốt thì lấy nha. Thiệt luôn à. Rất là rẻ mà rất là đẹp luôn á. 12 rồi. 89 nghìn luôn, cái này quên mấy bà ơi, quên lâu. Rồi hãy có cục lẻ bộ nè. Trời, cái này Đàn Lan Hương lấy được 12,89 nghìn cho rớt cho Thí Nguyễn 2 con. Này hãy xả 89 nghìn lò. Ba lò luôn. Phải là cái này là 99 nha. Đây nè. Ô tô gì tôi chịu nhớ nổi. Lên đen 89 nghìn rồi. Hãy cho ôm nốt luôn. Đây nào cũng ôm thì ôm nha, 89 nè. Này 159 nghìn. Có bộ này. Toàn 139 nghìn. 12 thì Linh Nguyễn. 3 xanh. Một bộ duy nhất luôn ấy. Cái này nó có 3 bộ em cho chị cho em luôn hàng. Cái này là hàng 150 cho máy đó. Rồi xanh này có nhiều. Tốt chứ luôn này. Rồi chị nào lấy xanh ghi xanh 99 ngàn dùm cho em. Rồi lên liền cho em mã xanh dùm em. Tặng mấy chị 99 ngàn. Rồi lên liền cho em mã xanh 99 ngàn dùm cho em. 12 còn không anh? 12 chị nào lấy đi, 12 đẹp lắm. Rồi lên liền cho em mã xanh. Có lục lễ là Lan Hương. Xanh dùm cho em 99 ngàn. Rồi lên liền cho em mã xanh dùm cho em 99 ngàn. Mã số 9 kìa. Phải số 9 là cái váy xanh á. Cái váy xanh 139 ngàn á. Còn không? Hết rồi. Chị Nguyễn thì anh thích lấy mã váy xanh đúng không chị ơi? Hình như cái đó nhầm hay sao? Anh có cái đó nhầm hay sao? Cái đó nhìn nhìn thấy cái gì không? Rồi lên liền cho em mã xanh dùm cho em. Xanh nha, 99 ngàn dùm cho em. Lên liền cho em mã xanh 99 ngàn. Bộ xanh 99 ngàn là cho em ạ. Xanh bê danh danh. Rồi cái này là đầm vét nè mấy chị. Đầm vét nha. Xanh cho Diễm My.
đầm vét dùng cho đầm vét hải sản luôn 99.000 luôn, đầm vét 99.000 cái này còn nhỏ nổi rồi lên liền cho em ở đầm vét sao lên bên trăm rồi lên liền cho em ở đầm vét 99.000 dùng cho em đầm vét 99.000 ngày 165.000 đó sao cho bạn Thảo Nguyên một con thôi giờ không nhớ còn hay không để like nữa chứ rồi. Rồi lên liền cho em váy, rồi váy vét liền cho em đi cả nhà. Váy vét 99.000. Rồi lên liền cho em mã chân váy một con size S. Một con size M, đen là size M, xanh là size S, hải sản luôn cho mấy chị 49.000. Dạ có chị Thanh Cúc nha, chị có đầm xanh 139.000, đầm maxi á. Rồi lên liền cho em mã ở dùm cho em. Đây mấy chị, chân váy chị lấy chân váy á. Chị lấy chân váy đúng không? Chân váy 49.000, chân váy đen là size M, chân váy xanh là size S. Chị lấy chân váy lên màu đi cả nhà. Kia chữ CV dùng cho em đó. Dùng cho nãy luôn. Chị mới đang cho 49.000 cho cái tia vỏ. Rồi lên liền che mã dùng cho em nè, váy dùng cho em 89.000. Rồi lên liền che mã hồng 89.000, đầm hồng maxi 89.000. Rồi lên liền che mã đầm hồng maxi 89.000, xinh chua không? Xinh chua, xinh chua không? Rồi lên liền che mã dùng cho em hồng. Hồng kích đi vỏ. Hồng 89.000 dễ thương lắm á chị. Váy đầm hồng đây lúc nãy có màu trắng đúng không? Nãy mình có lên màu trắng à. Hồng dùng cho em 89.000. Hồng cho Hiền Hiền. Lên liền cho em mã hồng 89.000. Lên liền cho em mã hồng đi cả nhà. Còn lên liền cho em mã phông trắng gấu dùng cho em có một con thôi tặng với chị 49.000. Hồng cho Hình Vy. Còn lên liền cho em mã phông trắng gấu 49.000 dùng cho em còn bộ gì nữa nha. Không có Ngọc Diễm. Rồi ngố này tặng nghe. Chốt gì mà sao mình nó còn ai ép không á chứ ơi. Không có Nguyễn 87. Rồi ngố ép dùm cho em 6089.000. Không có Bùi Ngọc. Rồi lên liền cho em mã ngố ép 89.000. Rồi lên liền cho em mã ngố ép 89.000. Em chốt xong vì nha mấy chị nha mấy chục ri rồi cũng còn lại 5 con xe. Còn 5 con xe giờ bán lỗ đó cả nhà. Hàng này là like 129.000. 129 nha, lên liền cho em mở ngố size S nè. Tặng luôn mấy chị luôn 89.000. Ngố S 89.000 lên giúp em cho Trần Yên. Rồi cái này lên liền cho em mở quần. Quần ginh size M dùm cho em nè. Quần ginh size M 99.000. Ginh size M 99.000. Gấu. Ngô ép cho Hoa Hình. Gấu là ở phong 49 hết rồi chị ơi. Hello chế Hoa Huỳnh nha. Rồi lên liền cho em ở quần 99.000 size M. Quần 99.000 size M. Ngô cho đi chìm Hoa. Rồi lên liền cho em mã dùm cho em. Rồi lên liền cho em ở quần size M dùm cho em. Quần size M nha cả nhà nha. Chúc em ở quần size M. Quần size M dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã váy dùng cho em nè. 139.000. Quần lên thôi. Quần 99.000 size M. Sao nãy gì kìa không nhét gì mặc cái đầm này nhở. Ngô ít như vậy. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã váy dùng cho em nè. 139.000 size. Dễ thương nè. Thì luôn cái đầm này đẹp ghê luôn. Nó có quần bên trong luôn á. Quần bên trong ừ. Quần nó làm đẹp chưa. Rồi lên liền cho em mã đi cả nhà. Váy dùng cho em. Váy nha 139.000 nhưng mà size S thôi nha. Xinh lắm á cả nhà ơi. Dễ thương lắm. Siêu cưng luôn nha. 139.000 đầm hải luôn á. Cầm lên cái váy của nó cực kỳ đẹp luôn. Nhưng mà 50kg đổ lại men ok thôi. 50kg nha. Lên liền cho em mã váy hồng 139.000 dùng cho em. Rồi cái này có 2 set nè.
hai set nha, tặng luôn cho mấy chị 89.000. Rồi lên liền cho em, mã dùng cho em, gấu dùng cho em. Rồi lên liền cho em. Một 39 cho Thu Huyền. Rồi lên liền cho em mã bộ gấu 89.000, xinh lắm luôn á chị. Cái đầm đó dễ thương lắm. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Lên liền cho em mã gấu. Gấu nha, xích gấu dùng cho em. Xích gấu dùng cho em. Ủa, quần xe mờ chút đi, quần xe mờ có mấy chị chốt nè. Mấy ốc sơn. Quần xe mờ chút, không đi ăn còn đây. Quần xe mờ nè. Quần xe mờ nó nở chứ 9.000 cho mình. Rồi cái này lên liền cho em mã nè. Đầm hồng dùng cho em nè. Đầm hồng dùng cho Hải nha. Tặng luôn em mấy chị con này 119.000 nè. Cái này là bán vui đó nha. Mới vừa ra giá là 139.000. Ba hôm rồi đó, cái này em bán tặng cho mấy chị nha. Và cái like này xem mời 99.000 cho mình thôi. Cái này là em lên hàng sale nên là em like xong em sẽ tắt, em sẽ khóa like cho mấy chị nha, không có để nha cả nhà nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em váy hồng. Báo lộn, cái này em mã váy 119 cho khỏi nhầm. Chị nào lúc nãy không chốt được cái váy kia thì chốt váy này nha mấy chị nha. Hai mấy chị. 119.000 khó kéo phía sau cho mấy chị, hàng chuẩn xịn luôn nha. Chứ không phải là hàng này thường á, mấy bạn lên hàng lên là người ta sẽ lên hàng rút cho mấy chị á. Riêng con này nó có khóa kéo cho mình, mở làm cái độ nhúng của nó rất là đẹp luôn nha. Chèo lấy chút liền cho em mã dùng cho em 119.000 dùm cho em. Có rồi, dọn sơn. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Lên liền cho em mã váy dùng cho em đi cả nhà. Chút liền cho em mã váy hồng 119 nha. Váy hồng dùng cho em 119.000. Mấy con thôi cả nhà. Hồng 119. Kìa mình quên nhỉ nha. Quên mình cái tên khách hàng ở ngoài bên kia kìa. Khoai xe rồi. Rồi lên liền cho em mã váy xanh dùng cho em xinh chưa. Này mà không ai lấy là em lấy mà. Chị Hồ Nhi chị lấy hồng 119 đúng không ạ? Nha, váy xanh này không ai lấy là em lấy đó nha. Hàng LB dùng cho em nè. Xanh dùng cho em 119 nha. Chị thưa nè. Xanh này đẹp nè cả nhà, hàng LB nè. Hàng LB nha, lên liền cho em mã váy xanh dùng cho em. Lên liền cho em mã váy xanh đi cả nhà. Váy xanh nha, 119.000 có con coi LB. LB LB dùng cho em. Váy xanh váy xanh. Rồi lên liền cho em mã set linen dùng cho em 139.000. Rồi lên liền cho em mã set linen dùng cho em 139 dùng cho em. Rồi chốt liền cho em mã set kem linen, size của Hải đang cầm là size M 139. Kem đi cả nhà ơi. Áo của nó là áo linen, quần của nó là quần linen luôn. Cái này mới chỉ hơi tách riêng ra mặt luôn ấy. Cái quần này rất là đẹp luôn. Quần này thường mới chỉ mua hàng 200 rồi đó. 200 một cái quần lẻ này rồi đó cả nhà. Cái này nguyên set luôn. Nguyên set linen nha. Chờ lấy thì chốt liền cho em mã dùng cho em. Lên liền cho em mã set dùng cho em. Set linen 139. Còn chân quái size M 89.000. Lên liền cho em mã chân quái size M 89.000 dùng cho em. Chân váy size M 89.000 có một. Cái 139 cho Tùy Linh Nguyễn. Một con thôi mấy tình yêu ơi. Một con duy nhất nha, size M dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã chân váy size M. Chân váy size M nha, xả luôn 89.000. Chân váy này mấy chị nè. Nhìn chắc chơi lắm luôn ấy, nha mấy chị yêu nha. Lên liền cho em mã dùng cho em. Rồi lên liền cho em mở quần sọc rinh đùi. Quần rinh đùi dùng cho em nha. Em xả luôn với chị con này 89.000 size 27. Giờ lấy chân váy, chút chân váy đi cả nhà. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em nè. Chút liền cho em mã quần sọc rinh size 27 nha. Em xả với chị con này 89.000. Hàng siêu siêu đẹp luôn nha mấy chị yêu nha. Rất là đẹp luôn. Xả luôn cho mấy chị 89.000 size 27. 27 nha, 89.000. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em size S, ngố S dùng cho em 89.000 luôn. Lên liền cho em mã ngố S 89.000, xem like cho em xin nút tương tác đi. Đúng rồi, xem like, chấm tương tác cho mình nè chị. Tương tác dùng cho Hải quá, xả luôn cho mấy chị mấy mẫu lẻ lẻ này luôn. Tăng 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 tăng. Ngố S à, ngố S à. Mới cho lấy kim hoa. Hả?
tại sao mình lại còn một con đầm này ở đây. Lên liền cho em mã dùng cho em, siêu dễ thương luôn, siêu cưng luôn cả nhà ơi, 89 ngàn. Lên liền cho em mã váy trắng xô 89 ngàn, dễ thương chưa. Từ nha, chị bóc cái dây ở đây, bóc các bài dây đó cho mình. Rồi lên liền cho em mã váy trắng, xin nói lại, xin quá nghe, 89 ngàn, rẻ thiệt luôn ấy. Cô già có một con thôi. Rồi cái này lên liền cho em mã áo phong hàng 3158. Đây là hàng 3158, chủng hàng to bao luôn nè. Rồi lên liền cho em mã phong trắng 69. Trắng xô đi rồi. Rồi lên liền cho em mã phong trắng dùng cho em. Phong trắng nha, phong trắng dùng cho em 69 ngàn, trắng xô hết cả nhà ơi, một con thôi. Rồi lên liền cho em mã áo phong. Rồi em có một con áo trắng này cả nhà ơi, một con áo trắng sơ mi trắng xỉu nút bọc. Lên liền cho em mã dùng cho em. Rồi cho chị cái áo dán ngực đi nha. Phong trắng 69 ngàn. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em nè. Rồi lên liền cho em mã áo xô trắng dùng cho em. Xô trắng này tặng luôn cho mấy chị con này luôn, 49 ngàn. Lên liền cho em mã xô trắng 49 ngàn. Rồi lên liền cho em mã áo sơ mi xanh dùng cho em. Sơ mi xanh có một con thôi, 49 ngàn luôn. Sơ mi xanh 49 ngàn. Rồi lấy xô trắng đi. Xô trắng bao nhiêu? Xô trắng 49 ngàn. Xô trắng Mỹ Hạnh xanh 49 ngàn. Rồi cái này lên liền cho em mà áo dán ngực dùm cho em. Dán ngực nha mấy chị ơi nha, bữa nay em lo em nói cho em điểm đi. Rồi lên liền cho em mã dán ti á cả nhà ơi, dán ti nha. Mà cái này nó không có lụa đâu cả nhà ơi, em nói thiệt luôn á. Siêu siêu bền luôn nha mấy chị ơi nha, nó không có băng tê bên trong nha, cái này là dán nhiệt. Sao sao nhà quên? Dán nhiệt nha. Giặt vô tư luôn, không có sợ bị hư gì hết trơn cả nhà đây nè. Đó là dán nhiệt nha mấy chị nha, nó có thân nhiệt của mình là nó dính vô à. Rồi mấy chị đi bơi này kia vô tư luôn nha. Em bán 90 ngàn. Chờ lấy cái còn ít đúng không? Còn mấy con? Còn có mấy con thôi cả nhà ơi, 90 ngàn ha. Chờ lấy thì chốt là dùng cho em may sướng lắm luôn. Hoặc là mùa này mấy chị ở nhà nè, nha mấy chị nha, mình mặc đồ bộ này kia mình không thích mặc áo ngực á, mình dán cũng được mấy chị. Sướng lắm nha mấy chị nha. Không bị sợ trồ này kia luôn. Nãy chị gì quên rồi. Chảnh may lấy đúng không? Em còn được 5 cặp hả nhỉ? Còn được 7 cặp cuối cùng á, chị nào lấy thì chốt liền cho em. 90 ngàn nha mấy chị nha. Bữa nay có nhiều hàng nhái lắm luôn. Cái này là nhà em order chuẩn hàng Thái luôn á. Cái này đa số là bán cho khách quen không mà. Nha, 90 ngàn một cặp mấy chị lấy đi. Kìa mấy chị dán ngực ha, mình mặc váy hở này kia đó cả nhà may sướng lắm luôn. Kiểu như mình mặc cái đầm mà nó cái áo mà nó có mỏng nó cũng không có lộ ra nha mấy chị nha. Dán cực kỳ sướng luôn, 90 ngàn. Hồng 119 là cái nào? Hồng 119 là cái đó. Qua mới mẻ rồi, để hãy lại để em lên lại cho chị chút. Chờ lấy đi chút, kẹt cái đầm trắng hồi tối dành nhau luôn á nè. Đâu lầu ra nè. Rồi lên liền cho em mã váy trắng này 119 ngàn nè. Lên liền cho em mã váy trắng 119, 52 cái đổ lại men ok. Trời ơi, nè, cái nào tốt không biết liền mới đổ có chốt được hay không. Cặp dán ngực 90 ngàn cho Kim Cương Tố. Dán ngực mua đi mấy chị, có 90 ngàn hả. Mà nó bền lắm luôn á mấy chị, siêu bền luôn. Rồi lên liền cho em mã váy trắng 139, size mấy chị 52 cái đổi lại men ok. Váy trắng nha, có một con thôi mấy chị. Tối em lên khách dành quá trời luôn mà không có hàng. Hay cho em một. Chị bé Trúc lấy hồng này đúng không? 119 ngàn. Ái đi nha. Tối thay đổi là bán 139 lắm nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em đầm hồng dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em hồng. Đây, thì bé Trúc có lấy đầm hồng này không? 119. Trắng cho bé Trúc. Đầm hồng này đẹp quá trời ơi, luôn đó mấy bạn ơi. Xinh lắm nha, 119 ngàn. Ôi ôi, bá trái bồ chép luôn. Xinh lắm ấy. Rồi lên liền cho em mã váy nâu dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã váy nâu dùng cho em tặng với chị luôn. Chị bé Trúc lấy đầm hồng, lên lại mã đầm hồng 119 cho em. Rồi lên liền cho em mã váy nâu 139. Đầm hồng cho Mỹ Hạnh. Rồi lên liền cho em mã váy nâu 139 ngàn. Nâu dùng cho em, hoa nâu dùng cho em 139, hàng của nhà Miu Miu. Miu Miu size M dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em hoa nâu. Hoa nâu nha mấy tình yêu nha. Chờ lấy hoa nâu, nguyên hoa nâu dùng cho em. Chết mẹ. Lên liền cho em mã hoa nâu đi cả nhà.
Rồi lên liền cho em mã dùng cho em đi. Rồi chốt liền cho em mã này là mã 69.000 hồng 69.000. Lên liền cho em mã bộ hồng 69.000 dùng cho em. Lên liền cho em mã bộ hồng 69.000. Chị bé chút lấy cái gì quên rồi. Lấy váy hồng thì lên lại dùng em váy hồng 119 đó nha, em bấm view ha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em nè, set caro dùng cho em. Bộ caro nha, em bán 69.000 đó, mua về mặc đi cả nhà. Mặc sướng lắm mà mát lắm nha. Lên liền cho em mã dùng cho em, caro dùng cho em 69.000 nè, có hai bộ. Caro dùng cho em 69.000. Chờ lấy caro thì chốt caro. Caro. Rồi lên liền cho em mã áo 39.000. Rồi lên liền cho em mã áo dùng cho em 39.000 dùng cho em. Cái áo này 39.000 xinh lắm luôn. Đợt trước chị nào có cái áo này rồi. Đợt trước hình như lên hai màu luôn á, xinh lắm. Xinh xỉu luôn á cả nhà ơi, dễ thương lắm luôn ấy. Nè, cái này mà mấy chị mặc với là cái chân váy mà dài dài một chút xíu ha. 39.000. Lên liền cho em mã áo 39.000 dùng cho em. Lên liền cho em mã áo dùng cho em 39.000. Kìa, đúng rồi đó, lên giục cái cục đó ra đi nè. Áo 39 cho bộ công an. Rồi cái này lên liền cho em mã váy rinh dùng cho em đi. Rồi lên liền cho em mã váy rinh dùng cho em. Lên liền cho em mã váy rinh size S dùng cho em 49.000. Rồi lên liền cho em mã váy rinh size S 49.000 dùng cho em. Lên liền cho em mã váy rinh nha. Váy rinh này xinh lắm, 49.000. Có 3 con luôn. 3 con nha. Vô lại cho chị nhảy ra vô quạt chưa. Chị một con, cái đó cái tay cái này mình còn cái mẫu nào nữa không? Hết chưa? Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Dân 49 cho cái Thiên Nguyễn. Rồi lên liền cho em mã 69.000 caro dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã caro 69.000. Cái caro dùng cho em 69.000 dùng cho em. Lên 49 cho hai con cho chắc cái, cho chị Đoàn Lan Hương. Rồi cái đen với xám dùng cho em 69.000. Cái này em không nói điêu mấy chị luôn á, mấy chị nhận cái hàng cái tay xanh này mấy chị biết hàng nó đẳng cấp như thế nào ha, xịn như thế nào nha. Mấy chị mua của nhà em vài chục ngàn thôi mà mấy chị toàn được hàng xịn hơn nào. Cứ còn caro 69 cho Bùi Ngọc nha, toàn hàng mà người ta nổi tiếng hay là người ta hot girl người ta bán 400-500 ngàn không á nha, mới chịu nha. Rồi lên liền cho em đen xám dùng cho em, đen xám nha mới chịu nha, chút đen chút xám dùng cho em 69.000, đen xám 69.000 dùng cho em. Lên liền cho em áo đen áo xám dùng cho em 69.000. Rồi cái này lên liền cho em mã dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Để xíu chị tìm ở nha, xíu chị tìm còn hay không, chị không biết còn hay không. Rồi lên liền cho em, chị lấy đen ghi đen, chị lấy xám ghi xám đi cả nhà. Đen xám cho là Lương Hương. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Cho chị cục nâu đó đi, nâu biết sao vậy. Đó, cái đầm này đó, còn mấy con nữa. Rồi lên liền cho em mã phong trắng dùng cho em 79.000. Phong trắng 79.000. Mày ép mày nhỉ. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Lên liền cho em mã phong trắng dùng cho em. Phong trắng nha, 79.000 dùng cho em. Phong trắng, rồi cái này nó đi. Nó có một con nâu nè. Nó có một con nâu, giờ lấy nâu đi nâu. Trắng 39 là Lương Hương hai con. Rồi lên liền cho em mã váy 139 nhưng mà con trắng cho thì Linh Nguyễn. Chị nào lấy con này hả? SM. Rồi cái này lên liền cho em lên size SM dùng cho em 139 này mới thiệt luôn, cái váy này nó đẹp quá mới chị. Không đâu 79 Đoàn Lan Hương. Em bán hàng mà em cầm em khủng tin, em bán cái váy này giá 139.000 luôn á. Hai lớp nha mới chịu nha, nhìn cái đầm nó đẹp lắm cả nhà. Size SM lên liền cho em mã váy 139 lên size SM. Lên liền cho em mã váy dùng cho em 139.000 lên size S size M dùng cho em, nó đẹp xuất sắc luôn. Mấy chị nhìn ở phía trước phía sau của nó nha, 139.000 đẹp quá. Lên size size S size M 139. Váy nâu lên size dùm em. Nâu S cho My Nguyễn. Máy mà em còn không tin cái máy này lên 139 đó cả nhà ơi, xinh lắm 139.000. Rồi lên liền cho em mã dùng. Ngồi đây còn xem mờ không á. Rồi lên liền cho em mờ nãy còn nhiều không? Mờ nãy còn không? Mờ đâu? Có mờ
một S một lần à? Đi đâu? Ba con mà. S một ba chính anh vi phạm. Rồi lên liền cho em dùng cho em bấy nâu lên size S mờ đi phải nhỉ? Bấy nâu mà bà chính CM bồ công anh hết mà bấy nâu à? Bấy nâu. Rồi cái này lên liền cho em 69.000 dùng cho em. Ủa chị thấy ba con rồi. Mấy con rồi. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Rồi cái này lên liền cho em mã dùng cho em là mã bộ dùng cho em 69.000. Lên liền cho em mã bộ 69.000 còn bộ lụa dùng. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Lên liền cho em mã bộ dùng cho em 69.000 dùng cho em. Rồi như với nào nãy chị có like ở đây mà nhớ. Có like xem mở ở đây mà. Em có mấy gì mà nâu không nãy mấy chị có lỗi gì bộ công anh? Chỉ có mà bé nâu thôi chị hả? Bé nâu xe mờ thôi à? Bộ bùi ngọc. Rồi lên liền cho em mã váy hoa này. Em xả luôn cho mấy chị con này 79.000. Chị nào lấy đi nha, hàng LB của nhà em. Hàng LB nha. Này em nhập đắt lắm luôn á. Em nhập trên 100.000 hết đó. Nha, váy được này nhập toàn trên 100.000. Không có giá rẻ luôn á. Tại vì nhập hàng chủng á. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em váy hoa dùng cho em 79.000 hàng LB. Nhưng mà hãy có size size S thôi, 52 kg đổ lại thôi cả nhà. 52 kg đổ lại nha, nút bọc từ trên xuống dưới luôn. Con này là đầm của nó trên gối một chút xíu ha, trên gối cho mình may xinh lắm. Thấy cái đầm này mặc xinh lắm. Giờ lấy một chút rồi dùng cho lại đi. Rồi lên liền cho em mặc áo dùng cho em 129.000. Bao giá toàn quốc luôn. Đỉnh 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 nha. Siêu đỉnh luôn đó chị. Rồi lên liền cho em mã áo dùng cho em 129.000. VIP nha. Mua về mặc liền đi cả nhà ơi. Nha. 129.000. Lên liền cho em mã áo dùng cho em hàng Thái nha. Hàng Thái dùng cho em. Chị Linh lấy áo này mặc này chị Linh này. Xịn lắm luôn á. 129.000, bạn nào mà có quen, bạn nào order Thái này kia biết á, con áo này 400-500.000. Thậm chí nhiều bạn bán rẻ nhất là 375.000 là người ta qua tầng Thái, người ta livestream á cả nhà. Nha mới chịu nha. Áo của nó này siêu sướng luôn, phun to nha. SMLXL 70 kg đổ lại men ok 129.000. Có mấy con đâu cả nhà, hết rồi cả nhà ơi, được vài con. Áo cho Na Bi 29. Lên liền cho em mặc áo 129.000, mua về mang mấy chị ơi. 129.000, phun to mà cái cổ nó cũng đẹp lắm cả nhà. 129.000 nha. Giờ lấy một chút tiền cho em mà áo 129 dùm cho em. Siêu siêu đẹp. Áo 129 cho em ạ. Rồi áo hải mặt này mới chị 109.000. Áo thì lên Nguyễn. Rồi lên đây áo hải mặt 109 dùm cho em. Rồi lên liền cho em mà áo hải mặt 109.000 nha. Chúng ta không hỏi gì luôn á mấy bà ơi. Lúc mình cầm thì nó rỉ cái này xuống nhưng mình mặc lên nó. Đây cả nhà ơi, không có hỏi gì hết nha. Rồi lên liền cho em mã dùm cho em 109.000. Áo Trần Huyền Trâm. Áo 109.000 dùm cho em. Gấu mình còn không nè. À đây con gấu nữa nè mấy chị. Con gấu rồi con khỉ nữa. Con gấu với con khỉ còn ít. Đây giờ lấy gấu ghi gấu dùm cho em 129.000. Rồi lên liền cho em mã gấu 129. Rồi lên liền cho em mã áo gấu 129 hàng Thái nha. Hãy bán hàng chuẩn cho mấy chị đó, mua về mang đi xuống lắm. Rồi lên liền cho em áo gấu 129 dùm cho em. Áo 129 không? Chị cười. Mới bộ vậy lấy áo mà, cho nó gấu gấu xanh gì vậy? Gấu xanh hay là gấu to? Rồi lên liền cho em áo gấu to dùm cho em 129 nha. Lên liền cho em áo gấu 129 dùm cho em, đẹp quá vậy. 129 ngàn, cái này người ta xỉ 300 ngàn đó em. Chỉ 300 ngàn á, nói thiệt luôn á, hãy lấy về cho mấy chị nào mua ưng mang á. Gấu cho là Lan Hương. Chờ lấy gấu xanh cho khỏi nhầm nha. Gấu to thì Linh Nguyễn. Lên liền cho em áo gấu to dùm cho em 129 ngàn. Rồi lên liền cho em mã dùm cho em. Mấy chị ơi nhẹ không đổi mẫu nha mấy chị ơi nha. Trời ơi nãy giờ em lên. Giờ là em lên biết bao nhiêu mẫu mấy bà hồ ơi. Gấu nâu. Gấu nâu là gấu to đó. Rồi chị lấy gấu to đúng không chị ạ? Rồi cái này lên liền cho em mã khỉ dùng cho em nè. Rồi lên liền cho em mã khỉ dùng cho em 129 ngàn.
thề luôn bà ơi, tôi bán 129.000 em lại đúng được mấy ngàn á cả nhà nha, lại được mấy ngàn á cả nhà ơi. Lỡ lòng nào mà mua cái này đổ tới đổ lui bà nhỉ, em không có đổi nha mấy triệu nha. Rồi lên liền cho em mã khỉ dùng cho em, khỉ nha cả nhà nha, 129.000 dùng cho em, áo khỉ dùng cho em nè, áo khỉ năm, áo khỉ hot lắm á cả nhà, khỉ siêu hot luôn. Giờ lấy chút em mã áo khỉ dùng cho em nè, lên liền cho em mã áo khỉ dùng chị mưa bụi, ok chị mưa bụi nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em khỉ là Lan Hương. Rồi lên liền cho em mã áo khỉ lên liền cho em mã áo khỉ, áo khỉ nha cả nhà, khỉ màu 29 cho em ạ. Lên liền cho em mã áo khỉ dùng cho em, 129.000 dùng cho em. Lên liền cho em mã áo khỉ đi cả nhà, 129. À đây có cái phong này phải chốt mấy chị, màu đẹp quá, như thế này mà không chốt thì lại nha. Rồi cái này lên liền cho em mã phong xanh dùng cho em nè, một áo lột 79.000 phong xanh. Cái phong này của nhà Hải là hàng HPG nè, HPG nha cả nhà nha. Mỗi năm Hải hay highlight hàng HPG lắm đó, nhưng mà không có về được hàng nha, đợt này không có về được hàng, về được ít lắm mất cả nhà. Rồi chiều lấy thì chốt liền cho em mã dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã phong xanh dùng cho em, 79.000, màu đẹp chưa, những cái màu này khó tìm lắm cả nhà ơi nha. Lên liền cho em mã dùng cho em, lên liền cho em mã dùng cho em, cho chị con mình xanh dùng cho em đây nè. Rồi lên liền cho em mã phong xanh, lên liền cho em mã phong xanh 79.000, 139.000. Lên liền cho em mã váy 139, phong xanh kim lên, váy là Hải Về Tay lộ 1 nha, hàng mua mua liền cho em. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em, phong xanh Nabi. Rồi lên liền cho em mã váy 139.000. Rồi lên liền cho em mã váy 139 dùng cho em, phong xanh Thảo Hình. Rồi lên liền cho em mã váy dùng cho em, phong xanh cho lên nha, 139.000 chung cho mình nè. Ở đây khoét cho mấy chị một chút xíu thôi, tạo cái điểm nhấn cho mấy chị á. Lên liền cho em mã váy 139 dùng cho em, phong xanh Xuân Quân Trần đẹp lắm hả chị nha, 139.000. Lên liền cho em mã váy 139. Đó, 139 cho Mỹ Hành. Rồi cái này lên liền cho em mã set dùng cho em, 139.000. Rồi lên liền cho em mã set 139, em còn L với lại XL. L với XL nha, chờ lấy thì chốt liền cho em, size L với size XL nè. Cái hoa của nó làm là hoa nổi nha mấy triệu nha, hoa nổi dùng cho em. Hàng của nó vẫn còn tan là 275.000 nè cả nha, 275 nha. Chờ lấy thì chốt liền cho em mã dùng cho em. Em có size L với size XL 139.000. Chờ lấy thì chốt liền cho em mã dùng cho em. Đó, đẹp chưa mấy chị ơi. Tôi dùng cho em cái mã này là mã set dùng cho em ha, set hoa nổi dùng cho em. Em có L và em có L 139.000, duy nhất được có mỗi thứ một size thôi nha, mỗi thứ một cái thôi mấy chị, mỗi size một cái thôi. Hoa nổi nha, lên liền cho em mã set size XL với size L dùng cho em, size XL với L nha. Rồi lên liền cho em mã vàng dùng cho em, vàng này em có S thôi cả nhà ơi, hàng nhà Minh, nhà Minh nha, nhà Minh dùng cho em 139.000. Số xe ra 139 cho Linh Nguyễn. Rồi lên liền cho em mã váy vàng, rồi lên liền cho em mã váy vàng, số xanh bao nhiêu còn size L thôi. Rồi lên liền cho em mã váy vàng dùng cho em, váy vàng nha cả nhà nha, 139.000. Size của Hải đang cầm là size S hàng nhà Minh. Lên liền cho em mã váy vàng size S dùng cho em, váy vàng size S dùng cho Hải nha, vàng S dùng cho em, vàng S nha mấy chịu nha, 139.000 size S nha. Cho chị khoe đầm dao nha, đó đó đây. Còn một con duy nhất size M này cả nhà. Sơ xanh. Hoa nổi rồi sao vậy? Đó, rồi cái đây nè. Sơ nổi size L 139 Thanh Hải. Rồi lên liền cho em mã hoa xanh size M 139, một con cuối cùng hết rồi cả nhà. Một con thôi đúng không? Rồi lên liền cho em mã dùng cho em váy hoa này. Váy hoa nha, size M một con thôi cả nhà, 139.000 hết rồi cả nhà ơi. Hết hàng nha. Lên liền cho em mã váy hoa 139. Rồi cái này lên liền cho em mã set xô dùng cho em này, 139.000. Rồi lên liền cho em mã set xô 139. Cái này mấy chị đi du lịch là sang chảnh nhất luôn á.
Ôi xanh cái gì Linh Nguyễn? Rồi lên liền cho em mã dùm cho em. Rồi lên liền cho em mã xếp tô dùm cho em. Xếp tô nha cả nhà nha. 139 nghìn. Lên liền cho em mã xếp tô 139. Hãy còn xếp rừng vô xì. Hãy còn xếp rừng vô xì. Là cái xếp gì ta? Tối nay á, tối nay mới có set sinh gu xì nha. Tối nay có cái set sinh gu xì này đẹp lắm nè. Tối nay thì giờ chưa cắt được hàng như vậy. Tối nay lên nhiều hàng đẹp lắm luôn đó. Đây. Tối nay thì tay set sinh gu xì. À chị hỏi set sinh gu xì là tầm khoảng 3-4 hôm nữa mới có nha. 3-4 hôm nãy mới về. Còn tối nay hãy về cái cũng là cái rinh set gu xì. Nhưng mà cái hàng này nè, Lisa này cũng đẹp lắm á cả nhà. Đẹp lắm luôn á. Và set rinh gu xì thì à 3-4 ngày nữa nha. À 4 ngày nữa thì chốt qua đi. Hôm qua tối năm sáng mà tới chủ nhật mới lấy luôn. Thứ hai mới lấy luôn. 3 bữa về là kịp rồi. Tối hãy like nha. Ui nhập tiền rồi đó. Rồi. Cho em xin lại xếp xô chục hàng nhỏ không gì lấy lẽ cơm kia cái gì đó. Tay xếp xô sờ xô xô còn xếp cuối cùng luôn, không có xếp thứ hai đó. Hết rồi, phôm to đó, phôm đẹp lắm, không phải là phôm nhỏ chút ép đâu nha. Đây cả nhà ơi, xô nha 139 nghìn. Đây này, nó là theo hết cho mình luôn, nguyên cái áo nha, lót bên trong cho mấy chị luôn. Cái set xô này đẹp lắm, hãy còn một set cuối cùng hãy hết rồi. Lên liền cho em là set xô mấy hoa hết rồi chị Văn Nguyễn ơi. Rồi lên liền cho em mã đầm maxi vàng tặng mấy chị 79 nghìn. Lên liền cho em mã maxi vàng 79 nghìn. Thì cái này sao mình bị sốt lại ta? Không có hàng mới bảo ơi. Cái này nè, sốt lại hai con. Tặng luôn cho mấy chị luôn nghe. 79 nghìn nè. Hàng hãy nhập vô hàng đắt lắm. 129 nghìn sao? Đầm maxi á mấy chị. Phía sau của nó đây nè nha, 79 nghìn. Rồi lên liền cho em mã set maxi vàng dùm cho em 79 nghìn. Lên liền cho em mã maxi vàng 79 nghìn. Rồi cái này lên liền cho em mã cam dùm cho em 99 nghìn. Có một vàng 79 nghìn mai. Rồi cam 99 nghìn. Cam lúc nãy chị nào không chốt được kem thì chốt cam này. Kem lúc nãy hết rồi. Còn một con cam này. Rồi lấy chút nè. Rồi lên liền cho em mã dùm cho em. Lên liền cho em mã cam 99 nghìn. Đầm cổ yếm này. Cái này nãy kem có lên rồi cả nhà mà hết rồi. Rồi lên liền cho em mà chính Hà Quyên. Để so sánh cho mấy chị xem của hàng lên rồi hàng nó khác nhau nè cả nhà. Mấy chị thấy không, hàng lên. Còn hàng lựa 1 của nhà hờ hờ đâu rồi nhớ em. Cái set kia đâu rồi. Đây mấy chị, like mấy chị cái set này 89 nghìn. Lên liền cho em mà set kem 89 nghìn. Chào lấy cam đi cả nhà ơi. Cam 99 nghìn đẹp lắm. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã này là mã xếp kem dùng cho em. Xếp kem dùng cho em. Anh chị nhớ con mắt mình nó nặng xinh lắm rồi. Rồi lên liền cho em 99 nghìn. Rồi lên liền cho em mã hồng 99 nghìn. Xếp số hồng. Số hồng dùng cho em 99 nghìn dùng cho em. Lên liền cho em mã set số 99 nghìn. Có 2 set. 2 set nha, 99 nghìn dùng cả. 2 set duy nhất thôi, cái này là hàng 140 nè. 140 nha, 2 set duy nhất. Lên liền cho em mã hồng 99. Set kem lại bao nhiêu? Set kem lại 89 nghìn. Kem thấy điệu. Rồi cái này lên liền cho em mã dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã nâu dùng cho em. Gấu nâu dùng cho em 89 nghìn. Không Thảo Anh. Rồi lên liền cho em mã gấu nâu 89 nghìn. Coi xếp.
Số nâu 89.000. Còn cái này lên liền kem mã gấu khác. Không cho Nguyệt nữa. Gấu khác dùng kem 89.000. Rồi lên liền kem mã gấu khác 89.000. Rồi lên liền kem mã gấu khác 89.000 dùng kem. Gấu khác dùng kem nha, 89.000. Gấu nâu gấu khác dùng kem. Gấu nâu Nhật Ánh. Rồi lên liền kem mã gấu khác dùng kem 89.000. Nhật Ánh nó ngàn mình là ghé lấy sao vậy? Gấu khác dùng kem 89.000. Rồi 69.000, mua cái này may đi cả nhà con. 69.000 không làm mấy chị thất vọng đâu, thật sự luôn. Xịn ơi là xịn luôn nè. Đây. Đây nha. Lên liền kem mã đen với loan dùng kem 69.000. Đen với loan 69.000 dùng kem. Rồi cái này lên liền kem mã dùng kem 69.000 lên màu nè cả nhà. Lên màu nha, màu đen với màu loan, cái này là đen dùng kem. Đen ha, loan dùng kem, quần của nó là như nhau, kem màu quần. 69.000 mua mặt mấy chị mát lắm á. Loan dùng kem, loan là 69.000. Loan chị Yến. Chủ là 69.000. Rồi cái này lên liền kem mã váy cam nè. Váy cam này hãy xả luôn cho mấy chị 139.000. Lên liền kem mã váy cam, nhìn con váy cam này chứ mang đẹp lắm á. Chị nào có đơn ghé lấy, bữa nay ghé lấy sớm nha mấy chị nha. Nhìn không giữ đơn một tuần hay là giữ bên lên là chị lấy đen chữ đúng không ạ? Nha mấy chị nha, chị nào mà có đơn cũ mà một tuần thì ghé lấy là chốt hàng nhẹ không chốt cho khách đâu nha. Tại vì là đơn ghé lấy nhẹ em xả nhiều quá cả nhà ơi. Rồi lên liền kem mã dùng kem. Lên liền kem mã váy cam size S nha, 139.000. Rồi lên liền kem mã đầm caro dùng kem 139.000. Cái này hàng của nhà Bôn nha, nên là form nó đẹp hơn hết cả nhà. Rồi lên liền kem mã dùng kem. Lên liền kem mã đen này mấy chị này, con caro hàng Bôn này nha, size M. Hàng Bôn nó đẹp lắm cả nhà ơi, nó sẽ khác hẳn với hàng lên luôn. Form của nó to hơn nha mấy chịu nha. Mà nách của nó sẽ không có bị sâu nha, form dài qua gối dùng kem. Lên liền kem mã đầm caro dùng kem 139.000, một con duy nhất à. Hàng Bôn nha cả nhà nha, vải rất là đẹp luôn. Mà gửi dùng Bôn. Mềm lắm, tao vải đâu. Đúng không? Giờ lấy chốt liền kem mã caro dùng kem. Rất hả? Cái gì con đây nhỉ? Cái gì con? Cái gì con? Rồi chút đi. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em nè. Rồi chút liền cho em cái mã hồng dùng cho em nè. Hồng này nhập vô, trời ơi đắt ơi là đắt luôn. Nào bao nhiêu đây? Lên liền cho em mã đầm hồng 89.000. Chút liền kem mã đầm hồng 89.000, đưa ra chị sale cho khách đi. Rồi lên liền kem mã hồng dùng kem. Đầm hồng dùng kem 89.000. Mấy chị ơi cái này nó bị dính vô đây nè mấy chị. Thôi. Mấy chị ơi đây nè. Xíu xíu à. Cái này giặt là ra phải nhẹ đây nè. Chút xíu 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 thôi. Cái này là bị rách bao nhẹ vận chuyển về nó bị rách bao, nó bị dơ. Một chút xíu thôi nha, em tặng luôn cho mấy chị luôn 99.000 luôn. Chào lấy chút liền cho em mã caro 99.000 cho em nha, không có bị gì hết trơn mấy chị, nó đâu phải rách đâu cả nhà ơi. Cái này dơ vì mình giặt một chút xíu xíu rồi cả nhà ơi, không sao hết đó. Caro 99.000 cho lấy. Lên mã caro 99 cho em chưa? Lên liền cho em mã caro 99.000. Rồi cái đầm đen này mẫu người ta mặc nó đẹp đấy bạn, đẹp rất ngay luôn. Rồi lên liền cho em mã dùng kem. Rồi lên liền cho em mã váy đen dùng kem 89.000. Lên liền kem mã váy đen dùng kem 89.000 dùng kem. Váy đen nha 89.000. Size của Hải đang cầm là size 52kg. Giờ lấy caro 99 thì chốt caro 99.000. Caro 99 thì thấy điều. Rồi lên liền kem mã dùng kem. Rồi lên liền kem cái mã này là mã váy đen dùng kem 89.000. Váy đen này xinh lắm nha, có quần bên trong cho mình á. Nha. Rồi lên liền kem mã váy đen dùng kem. Rồi lên liền cho em mã set size M dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã set size M.
Rồi lên liền cho em mã xét dùng cho em. Đây là cái này hả? Rồi cái này thấy điểm, chị thấy rồi, hết rồi thấy rồi. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Đen bao nhiêu nè? Đen là 89 ngàn. Đây là Nguyễn Anh Thư. Đẹp lắm nha, size M em tặng với chị 119 ngàn. Lên liền cho em mã xét trắng 119, xét quần le dùng cho em, kèm cho mình áo nha. Hàng nhà bôn nha, 119 ngàn. Thật sự luôn 119 ngàn, không mua được cái áo này luôn á. Cái quần này đã trên giá 200 ngàn rồi. Nha mấy chịu nha, quần ống le này nè. Quần ống le nha, đẹp lắm cả nhà ơi, 119 ngàn. Chào lấy đi chốt liền cho nè. Một con thôi cả nhà ơi. Taro em hết rồi mấy chị ơi. Rồi cái này lên liền cho em mã dùng cho em nè. Rồi cái này lên liền cho em mã xếp cổ vét dùng cho em. Lên liền cho em mã xếp cổ vét size M. Xếp cổ vét size M dùng cho em nè. Xếp chân váy nha, size M nè. Có quần bên trong luôn, tặng mấy chị con này 99 ngàn nha. Lên liền cho em mã dùng cho em. Xếp kem 99 ngàn, size M dùng cho em. Lên liền cho em mã xếp kem này cả nhà. Xếp kem nha, 99 ngàn, size M. Kem nha cả nhà nha, 99 ngàn size M dùm cho em. Xếp vết kem 99 ngàn size M. Xếp vết đi nghe. Rồi lên liền cho em mã chân váy dùng cho em. Chân váy beo size S dùng cho em nè, tặng với chị 69 ngàn. Lên liền cho em mã chân váy beo size S dùm cho em. Chân váy beo size S nha, 69 ngàn. Lên liền cho em mã chân váy beo 69 ngàn size S. Còn lên liền cho em mã sách reo dùm cho em. Sách reo 79 ngàn, lúc nãy chăm nhau không có này, giờ còn xếp này mấy chị nè. Rồi lên liền cho em mã sách reo dùm cho em. Sách reo nha, 79 ngàn, lúc nãy chị nào không chốt được thì chốt nè. Phục cái sách này chốt đi cả nhà. Lên liền cho em mã sách reo. Reo 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 mấy chị ơi. Reo bao nhiêu? Reo 79 ngàn. Rồi lên liền cho em mã áo vàng kiểu dùng cho em, tặng mấy chị 39 ngàn. Rồi mà Vinh Trần 79. Rồi cái này lên liền cho em mã dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã áo vàng 39 ngàn. Vàng dùng cho em. Lên liền cho em mã áo vàng dùng cho em. Áo vàng nha cả nhà nha, 39 ngàn. Lên liền cho em mã áo vàng 39 ngàn. Rồi lên liền cho em mã quần công sở size S dùm cho em 69 ngàn. Lên liền cho em mã quần bé ghi công sở 69 ngàn. Quần bé ghi dùm cho em nè. Lên liền cho em mã quần dùm cho em. Quần bé ghi nha, chốt liền cho em mã quần dùm cho em 69 ngàn dùm cho em. Lên liền cho em mã quần 69 ngàn. Vàng 39 bộ comment. Quần Mỹ Anh. Rồi lên liền cho em mã áo. Áo này vô mùa là em lên phải là hàng 130, 140 đó cả nhà. Này giờ ở trong bữa trước em về trong hàng cao bao nó có nè, mới ra giá này nha, 69 ngàn. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em nè. Rồi lên liền cho em mã áo kem dùng cho em đi cả nhà. Áo len nha, em like 69 ngàn đó. Thiệt sự luôn, cái con này vô mùa không bao giờ có giá này đâu cả nhà ơi nha. Bà nào ở Đà Lạt này kia này, hay là chúng mình đi du lịch Đà Lạt này kia thì lấy nè. Rồi lên liền cho em mã áo 69 ngàn nha. Rồi lên liền cho em mã quần nâu 89 ngàn. Lên liền cho em mã quần 89 ngàn. Tay cho mấy chị 52 kg. Thì cái áo nó đẹp lắm luôn á chứ ôi. Áo nó đẹp lắm. Cho những anh vi phạm. Rồi lên liền cho em mã quần 89 ngàn. Quần dùm cho em 89 ngàn. Lên liền cho em mã quần 89 ngàn. Rồi cái này lên liền. Quần thì lên. Ôi ôi, xinh chua. Có bút ngực luôn. Váy này mấy chị ơi, đẹp quá à. Tặng luôn mấy chị con này 69 ngàn. Lên liền cho em mã váy 69 ngàn. Lên liền cho em mã váy dùng cho em 69 ngàn. Rồi, hàng LB dùng cho em nè. Tặng mấy chị con này 99 ngàn. Lên liền cho em mã váy dập ly 99 ngàn. Lên liền cho em mã váy dập ly 99 ngàn dùm cho em. Lên liền cho em mã váy dập ly. Váy dập ly nha, 99 ngàn dùm cho em. Lên liền cho em mã váy dập ly. Đẹp chưa?
dập ly nha cả nhà nha, 99 ngàn. Chị lấy dập ly đi, dập ly dùng cho em 99 ngàn một con thôi. Lên liền cho em mã váy dập ly, em tính theo chị mua luôn á chị này. Cái con váy nó đẹp lắm luôn á. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em nè. Dập ly nhấn cho Hồng Vinh Trần. Con này là hàng của nó là linen. Linen nha cả nhà nha. Chốt liền cho em mã dùng cho em đi cả nhà. Đây, được chưa? Con này là vải linen nha, xả luôn cho mấy chị con này 49 ngàn. Lên liền cho em mà áo nâu 49 ngàn. Nâu dùng cho em 49 ngàn, có một con linen. Lên liền cho em mà áo nâu 49 ngàn. Áo nâu 49 ngàn hàng linen đó cả nhà. Đây nữa nè, con caro này xinh lắm luôn nè. Con caro này chị nào mua về mặc đi làm đi dễ thương lắm. Vải xô á, caro nhưng mà vải xô nha. Lên liền cho em mã caro 49 ngàn luôn. Caro 49 ngàn, cái tay của nó dễ thương lắm cả nhà. Tay của nó là tay bồng. Mã 49 cho bồ công anh. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Rồi lên liền cho em cái mã này áo caro 49 ngàn luôn. Áo caro này riêng tiệc các cả nhà, dễ thương lắm. Caro dùng cho em 49 ngàn. Xinh lắm. Caro 49 cho em lên. Caro xinh lắm ấy. Rồi lên liền cho em mã áo xám dùng cho em 49 ngàn. Lên liền cho em mã xám 49 ngàn. Xám 49 ngàn này là mấy chị biết gì không? Cái này về mình làm áo cũng được, mình làm khóa cũng được, mình làm cái mình mặc cái váy dây á cả nhà vậy. Thế còn váy dây á, sao mình mặc cái này bên ngồi á, váy dây á cả nhà mặc bên ngồi, sao mình mặc bẹt vai như thế này nè, xinh lắm luôn đó. Đây là nó sẽ xoắn ở dưới đây cho mình. Xám 49 cho Thanh Lan. Nha, nó sẽ xoắn nha, vì mình phối vô cho nó đẹp. Rồi cái này có một con size M nè, hãy xả luôn với chị 139 ngàn. Lên liền cho em mã váy xanh size M 139. Rồi lên liền cho em mã váy xanh size M dùng cho em. Váy xanh nha cả nhà nha. Lên liền cho em mã váy xanh size M dùng cho em. Xanh size M nha, hàng nhà bôn dùng cho em 139 ngàn một con ha. Con này mà đi du lịch này kia may rất đẹp luôn. Nó để gì vậy nó? Chị chồng bà hỏi chị. Váy xanh 139 cho thầy Đinh Nguyễn. Cái này là đơn. Rồi xả luôn 89 ngàn. Chị nào nhanh thì được cái set này nha. Rồi lên liền cho em mã số 1 89 ngàn. Lên liền cho em mã số 1 89 ngàn dùng cho em. Mã 1 dùng cho em 89 ngàn. 1 này cả nhà. Lên liền cho em mã số 1. Cái này đẹp quá à. Xả 89 ngàn tiếp quá. Cùng tóc ta nè. Cùng tóc tai này loại 1 á. Là số 1 dùng cho em 89 ngàn. Rồi lên liền cho em mã số 2 69 ngàn. Mã số 2 69 ngàn. Màu 89 cho bồ công anh. Mã số 2 69 ngàn. Số 2 dùng cho em 69 ngàn. Nhìn cái quần này mấy chị, nhìn cái hàng là biết rồi. Rất là đẹp luôn nha. Hải lai. Hải lai không hát là mấy chị nhìn dễ lắm nha, em 6 cũng được. Vì nó mắc giá kia rồi. Chứ sao nó mắc giá kia. Lên liền cho em mã số 2 69 ngàn đi cả nhà. Số 2 69 ngàn. Hả? Gì vậy? Rồi lên liền cho em mã số 3 dùng cho em nè. Mã số 2 hãy hết rồi cả nhà ơi. Rồi lên liền cho em mã số 3 79 ngàn bộ. Mã số 3, số 3 dùng cho em. Cái bộ thun đó mặc mát lắm. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Lên liền cho em mã số 3 79 ngàn, nó cục này nữa thôi. 379 cho Thanh Hiền. À, Thanh Lê ha. Rồi mã số 4 dùng cho em tặng luôn 79 ngàn luôn. Số 4 79 ngàn cái váy size M luôn này. Lên liền cho em mã số 4 79 ngàn size M. Chị nào mua cái váy này 79 ngàn mua về mang đi tiệc đi nè. 139 ngàn đó cả nhà, hãy xả luôn cho mấy chị 79 ngàn luôn này. Cái này mà hãy đóng hàng lô mà lô xe á mấy chị ơi, thấp thích lắm luôn á. Đây nè. Nha, đây mấy chị 79 ngàn đó. Thì người ta like vàng giá này 200, 300 không đó. Số 4 79 cho thầy Lan Nguyễn. Rồi lên liền cho em mã số 5 size M dùng cho em 79 ngàn.
số 5 xoay mồi nha. Cái chân quái này nó sẽ khác với là hàng của mình lên đó cả nhà. Cái này là nó sẽ có hai khuy nút cho mình này. Và nó ở đây của nó là em mấy chị, nó có quần bên trong nha. Và hàng của nó khó kéo như này nè. Chân quái này em bán rất là nhiều luôn rồi nha. Size M mã số 5 hả? Mã số 5 size M. Vì sao cái này em lên tới hàng 100 mấy lần chứ không phải là giá này ha. Giá này là em sale quá, tại vì em có một con thôi. Size M nha, lên liền cho em mã chân quái size M đây cả nhà. Chân quái size M 79 ngàn, dễ thương á. Giống chân quái Hải đang mang này, nhưng mà chân quái Hải mang không xịn bằng đâu, phải rất là đẹp luôn. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã mã số 6 dùng cho em. Số 6 em tặng luôn mấy chị con này, sâu 9 ngàn. Số 6 sâu 9 ngàn. Chân quái 79 cho Trần gắm. Rồi lên liền cho em mã số 6 sâu 9 ngàn. Số 6 dùng em sâu 9 ngàn. Siêu đẹp luôn. Rồi số 7 váy hoa dùng cho em sâu 9 ngàn luôn. Lên liền cho em mã số 7 sâu 9 ngàn váy hoa. Sâu 9 ngàn. Số 6 sâu 9 cho thì lên miệng. Rồi lên liền cho em mã số 7 váy hoa dùng cho em này. Size M nha, xả luôn mấy chị con này sâu 9 ngàn váy hoa đôi cá ở dưới. Hai cái này sâu đó là một cái. Này như mã này size S. Chị nào múc được cái váy này đúng rồi của nhà Hải luôn. Hải Lai là 139 luôn. Số 7 sâu 9 ngàn nhưng mà sâu 7 sâu 9 cho bồ công anh. Số 7 sâu 9 cho Nguyệt nữa. Còn mã số 8 này sâu 9 ngàn luôn. Cái này Hải Lai là 139 đó. Giờ cuối là Hải tặng cho mấy chị nha. Nhưng mà sâu S thôi nha. Mã số 8 sâu 9 ngàn sâu S. Mã số 8 nha, sâu 9 ngàn sâu S đẹp lắm. Hãy cho chị Trần Trần gắm thôi. Cái gì nhỉ? Hoa sâu mà số 8 đó. Này nó lẻ lẻ mấy chị ơi, nhưng mà size S thôi nghe. Mã số 9 dùng cho em. Còn lên liền cho em mã số 9 dùng cho em size S luôn mấy chị, lên đúng mã nha. Còn lên liền cho em mã số 9 dùng cho em size S dùng cho em. Số 8 sau 9 cho thì lên. Còn lên liền cho em mã số 9 cho anh Phi Phạm. Còn lên liền cho em mã dùng cho em mã số 9 dùng cho em. Cái này xinh lắm nè. Số 8 số 9 cho thầy Linh Nguyễn. Số 8 thấy cho chị thầy Linh Nguyễn rồi. Còn lên liền cho em mã số 10 dùng cho em nè, sâu 9. Số 9 sâu 9 cho ca sĩ Thế Nguyễn. Còn lên liền cho em mã số 10 dùng cho em nè, sâu 9 ngàn xây màu. Một con thôi, con này đẹp lắm. Con này nhận về không tin sâu 9 ngàn luôn á. Nha, nhiều lúc cái gì mua sâu 9 ngàn mà mình thích đó, mình mặc hoài luôn á cả nhà. Nha, không biết gì. Dễ thương lắm, của nó là tầng như thế này nè. Tầng như mấy triệu nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã mấy nhiêu. Mã 10 size M dùng cho em. Rồi lên liền cho em 11. Số 10 số 9 cho bồ công an. Rồi lên liền cho em mã 11. Rồi chốt liền cho em mã 11 dùng cho em. 11 này em tặng luôn mấy chị sau 9 ngàn. Còn lên liền cho em mã 11 sau 9 ngàn. Em lên nốt mã này thôi em xuống nha. Còn lên liền cho em mã 11 cam dùm cho em sau 9 ngàn. 11 sau 9 ngàn. 11 sau 9 cho anh Phi Phạm. Còn lên liền cho em mã 12 dùm cho em này. 12 em tặng mấy chị 49 ngàn. Con đầm này chị nào bầu á, mình mua về mình mặc ở nhà nó mát lắm á cả nhà. Cái vải này nó mát 49 ngàn. 12 à. Lên liền cho em mã 12, 49 ngàn nốt, 12, 49 ngàn, xong em tắt nghe. Chị về, tối. Đây này, con này nó có 2 con, từ phải một từ từ nha. À, nó có 2 con size S nè, tặng luôn mấy chị 79 ngàn cuối line nè. Mười mấy? 13 dùng cho em. Lên liền cho em mã 13 dùng cho em. 13, 79 ngàn, size S có 2 con thôi. Quần hàng, quần phú dùng cho em, quà phê. Quà phê nha. Còn lên liền cho em mã dùng cho em mã 10. 13 đi cả nhà, 13 có 2 con thôi. Rồi cái này quên like với chị Hi. Hàng Quỳnh Phú. Mười ba hai con cho Tracy Thế Nguyễn. Còn lên liền cho em 14 dùng cho em. 14 này nó hơi nổi nha. 14 size M tặng luôn 89 ngàn.
14,89 ngàn xây một. Cái con này là mấy chị mặc vô nha. Phía trước thì nó không có hở, nó hở phía sau cho mình thôi nha. Con này là mấy chị mặc đi du lịch này kia, mình mặc áo ngực chống tục là ok hè. Còn không thì ưng dáng cũng được cả nhà. Cái này em xem mấy chị 89 ngàn xây mờ, con này nhập đắt lắm. 14,89 cho thầy lên quỷ á. Cái này không có hở đâu, có gì con chị nào mình mặc áo ngực 14, bình thường nha. Em là em thích mặc tại vì em không có ngực nha, nên là em mặc cái gì mà hở lưng thì em mặc được, còn hở phía trước là không mặc được, nên là cái con này mình mặc lên rất là đẹp luôn á. 89 ngàn. Còn 2-3 con này 69 ngàn, nó tắt luôn nha, tắt ngay hè mấy chị tối hè. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã gì? 15 dùng cho em. Chốt liền cho em mã 15 69 ngàn. Xong em tắt nha, hè là mấy chị tối hè. Chị nào chưa đủ đơn thì tối mấy chị ha vô trộn thêm để ngày mai nhà em đi đơn và tối em lên hàng mối nghe. Tối lên rất là nhiều hàng cho mấy chị luôn, để xíu đăng hình hiệp. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 15 69 ngàn. 15 áo bèo dùng cho em, bán quá trời bán cái con này luôn. 69 ngàn. Chị nào vô, chị nào mà tối chưa đủ đơn thì tối vô nha mấy chị nha. Tối 8 giờ em like cho mấy chị ha. Rồi em tắt like nha, bye bye mấy chị nha. Rồi mấy chị tối hè, bye bye mấy chị.